sau đó rồi bao lâu thì mới coi như là quen nhau? 6 ngày. 6 ngày. lâu quá em. Còn 1 ngày nữa, 1 tuần nữa nha. Trời ơi, 6 mới quen lận. Mình trong lòng mình nghĩ là thôi mình không nên đi đâu, thôi đi mất công á là bạn nó hiểu là mình thích bạn ấy. Nói với anh hai mình vậy luôn. Nhưng mà anh hai nói ừ thôi đừng có đi, đi rồi mất công rồi có tình cảm nữa. Kiểu như anh hai cũng nhìn bề ngoài cũng nghĩ là không có hợp. Mà quay lại sao thấy biến tiêu. Rồi sau đó là hết Tết em về. Thì vừa về xong là nó bị cái Covid đợt 1 đó. Là mình bị giãn cách mất 1 tháng. Cho nên là hai đứa phải yêu xa. À cái nó nhạt anh ơi. Ai nhạt? Rồi sao? Cái lúc đó nhạt là do người yêu của em. Người yêu của em. Là sao? Lúc đó em có người yêu rồi. À, lúc đó đang bị kẹt rồi đúng không? Dạ. Đây mới là người đàn ông đầu tiên mình cảm thấy là mình biết yêu. Mình yêu. Dạ. Những người đàn ông trước là mình chưa có biết yêu. Và chính bạn người yêu cũ của em cũng nói là em chưa có biết yêu đâu. Và đó giờ em không có yêu anh đâu. Em cứ thử em yêu Quyền đi. Em sẽ biết là anh đã yêu em nhiều như thế nào. Ồ trời ơi, bạn nó cũng lãng mạn ghê á. Thì không có nguyên tắc trong cuộc sống. Nhưng mà thật sự từ lúc cưới cho tới giờ thì chồng của em ngủ mà em vừa phải nhìn mà vừa phải chảy nước mắt là chắc có lẽ không có người đàn ông nào tuyệt vời thứ hai đâu. Chào hai bạn. Mời hai bạn giới thiệu về mình. Chào anh chị và chào tất cả mọi người. Em tên là Nguyễn Thị Mỹ Nhật và công việc của em đang là một life coach định hướng phát triển nghề nghiệp. Em làm ở Học viện Life Coach Quốc tế Gen Academy. Em năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ em 27 tuổi. Em tên là Nguyễn Quyền thì nghề nghiệp của em là fitness coach. Fitness là sức khỏe. Dạ em là về hình thể còn vợ em là về trí tuệ. Hay quá. Em 28 tuổi. Rồi bây giờ kể cho anh nghe đi, cái cơ duyên nào mà hai đứa gặp nhau? Em với vợ em thì biết nhau là vào năm 2015, lúc đó hai vợ chồng tập chung một cái phòng gym nhưng mà không có nói chuyện. Kiểu là thấy nhau biết nhau với lại có Facebook của nhau thôi, tại vì có chung phòng tập á. Ảnh chính là cái mẫu người đàn ông mà em ghét nhất 6 năm trước. Em nhìn chồng em giống kiểu mẫu người hơi nổi loạn á. Thêm cả nữa là mình có cái cảm giác như ảnh rất là toxic. Bad boy à. Giờ nhìn cũng bad boy mà. Biết nhau ở trên Facebook rồi nhưng mà không có bao giờ gặp nhau ở ngoài hết. Năm 2019 là 4 năm sau thì lúc đó mới gặp nhau lần đầu tiên. 4 năm sau gặp nhau rồi, trong trường hợp nào, trong cái hoàn cảnh nào? Đợt đó là em đang có một số chuyện buồn á. Em mới đi qua bên Thái Lan chung với lại mấy người anh em của em. Xong qua tới nơi thì 4 đứa chưa ai đi du lịch bao giờ hết, cho nên 4 đứa là đứng ở bển ngáo ngơ bên đó luôn. Wow, dễ ngơ bên nước Thái. Dạ, rồi đúng rồi. Sao? Rồi sao? Xong rồi bắt đầu mới ngồi suy nghĩ, search Google, rồi cách search tìm thuê khách sạn đồ, chỗ ăn uống các kiểu. Xong rồi tự nhiên mới nhớ ra là trên Facebook của em có một cái bạn nói bạn đi du lịch suốt luôn. Là bạn này. Đây là bạn này. À, cái là sao nhớ hay vậy ta? Dạ. Thì tại bạn xinh quá cho nên nhớ. Rồi bạn trả lời có tích cực không hay là trả lời một cách thờ ơ? Dạ hôm đó thì tự nhiên trả lời sung lắm chị. Rất sung mà chính vì như vậy là mới ấn tượng luôn từ cái điều đó đúng không? Dạ. Giống như lúc mà đang bơi mà sắp chết đuối á, vớ đúng một cái phao luôn, phao ngon luôn. Đó dạ. Là để ý luôn từ sau chuyến đi Thái Lan đúng không? Dạ. Nhưng mà anh hỏi nè, em đã không có ấn tượng vì bạn này rồi. Dạ. Sao em lại tư vấn một cách tích cực như vậy? À, tại vì bình thường trước đó em bất động sản. Nhưng mà mỗi lần em có chuyện buồn á, em sẽ không nói cho ai hết mà em sẽ book vé đi du lịch một mình. Thì em cảm nhận là bạn này bạn đang có chuyện buồn, cái du lịch giống mình như vậy, cho nên là mình biết chỗ nào mình chia sẻ cho bạn để bạn bớt buồn. Thì em chỉ mang một cái lòng tốt thôi. Trong 4 ngày mà em ở bên Thái Lan á thì em làm gì em cũng nhắn tin bạn này em hỏi hết. Giống như là em gọi bạn này là tour guide online của em vậy đó. Thì lúc mà em về là ngày 25 là sinh nhật em. Thì em mới mượn cái ngày sinh nhật của em để em nói mời bạn đi ăn để em trả ơn đó. Dạ. Mà có mua quà về tặng chị đang tính đó. Hỏi luôn vậy đó, trời ơi hay quá. Trời ơi chị đang tính nói là đi Thái Lan về rồi có mua quà không đó ta không? Đúng rồi. Lúc mà em ở bên Thái Lan á là em có liên hệ với một người em của em ở đây là setup giùm em một cái nhà hàng. Rồi hôm đó chở bạn này ra đó ăn xong rồi tặng quà luôn. Wow. Quá là lãng mạn, bạn này là lãng mạn trên mức tuyệt vời luôn á. Rất sâu luôn á nha. Mà khi mà nhận được những cái món quà như vậy á thì cái cảm giác của em như thế nào? Em thấy cũng bình thường, tại vì trước đó em cũng nhận được khá là nhiều quà của mọi người, của mấy người đàn ông khác. Nó lạnh lùng ghê, lạnh lùng như đêm Noel vậy. Nhưng mà cái làm em ấn tượng là ôi tại sao bạn biết mình có bé cún của em tên là heo, tại sao mình biết mình có heo và biết mình thương heo mà để mà tặng cho con heo của mình một cái áo Noel rất là dễ thương nữa mà đúng size luôn chị, thì cái đó mới là cái ấn tượng. Và cái thứ hai nữa là ủa tại sao cái tại sao cái thằng này ở ngoài nó hiền hơn chút xíu vậy ta. Giọng nói cũng hay và đặc biệt một cái em chấm điểm là cái nhà hàng đó là nhà hàng Tây cho nên là khi mà gọi món thì bạn đó nói tiếng Anh thì cái đó là em thích. Dạ. Bởi vậy mai mốt không có được nhìn bề ngoài mà đánh giá. Giống như là nhìn người ta giày xong đánh giá người ta là bad boy. Thực ra bây giờ nhìn vẫn bề ngoài mà nhìn vô cũng vẫn nghĩ anh bad boy chứ bộ đúng không? Rồi sau đó rồi bao lâu thì mới coi như là quen nhau? 6 ngày. 6 ngày. Lâu quá em. Còn 1 ngày nữa, 1 tuần nữa nha. Đúng rồi. Trời ơi, tới 1 tuần sau mới quen lận. Hôm đó là 31 tháng 12.
cuối năm luôn. Cái rồi hôm đó đi ăn là mời đi ăn chung với lại anh hai của vợ em. Xong rồi mọi người đi ăn xong rồi đi hát karaoke. Thì trong cái lúc mà hát karaoke thì mình cũng thử là bạn này có thích mình không. Rồi mình cũng có cảm giác là người ta thích mình cũng phải biết chứ. Tại vì mình hẹn là người ta gặp rồi người ta rủ mình đi ăn chung với lại gia đình nữa. Thì mình nghĩ là bạn này cũng có thích mình. Thì lúc đó hình như là đúng 12 giờ thì phải. Cái lúc mà chuyển qua năm mới thì mình mới giả bộ mình sáp vô bạn xíu. Thấy bạn cũng để im, không nói gì hết. Mình nắm tay nhưng mà mình không có nắm hết tay, mình nắm cái ngón út thôi. Đó, thấy bạn cũng quay qua bạn nhìn mình, bạn cười. Xong bạn nói, ủa sao nắm có mỗi nắm mỗi ngón út không vậy? Các bạn lấy tay mình, bạn nắm luôn. Đó là mình biết là xong rồi, khó hung nhẹ một cái. Mấy cái ngày mà bạn mời em đi chơi liên tục á, từ cái ngày 25 tháng 12 thì ngày nào bạn cũng lấy cớ hẹn mời đi chơi, đi ăn. Mình trong lòng mình nghĩ là thôi mình không nên đi đâu hơn, đi mất công á là bạn nó hiểu là mình thích bạn ấy. Nói với anh hai mình vậy luôn. Nhưng mà anh hai nói ừ thôi đừng có đi, đi rồi mất công rồi có tình cảm nữa. Kiểu như anh hai cũng nhìn bề ngoài cũng nghĩ là không có hợp. Mà quay lại sao thấy biến tiêu. Mà em cũng hiểu sao tại sao mình lại gặp cái người này nhiều như vậy. Thì mỗi ngày em gặp em thấy bạn ấy rất là đàng hoàng, giữ khoảng cách với mình, giọng là nhẹ nhàng, một người cũng chỉnh chu, giỏi nữa. Cho nên là tự nhiên càng ngày mình có càng có cảm giác. Rồi có lần lạnh quá, ảnh mới đưa áo cho mình mặc. Thì em mới chọc, em nói là coi chừng đưa áo em là mất áo á. Anh nói anh cho em luôn á. Thì cái ngày đó là em lấy áo ảnh về thiệt. Thì là ngày hôm đó là em có tình cảm. Là cũng tối về là ôm áo ngủ đúng không? Dạ. Cũng nhờ đó, cũng nhờ mất chiếc áo đó mà mới được nắm tay người ta và được hôn người ta trong cái đêm cuối năm đó. Dạ. Đó. Rồi bây giờ sau Tết. Tại vì qua năm sau là năm Tết sau. Dạ. Em không hỏi vậy, em nói là rồi qua năm sau. Rồi qua năm sau vậy tình cảm hai đứa hai đứa có mặn nồng không hay là nó có những cái sự cố gì nó xảy ra lâu quá em. Đó đợt đó là Tết ta là nguyên nhà em đi du lịch. Cái năm đó em mới kêu là thôi năm không biết đi đâu hết, đi ngay miền Trung thì thôi mình ghé vô Pleiku Gia Lai chơi đi. Nhà bạn gái mới còn ở đó sẵn qua chơi luôn. Là mới quen có một tuần là hai gia đình gặp nhau luôn. Thì tự nhiên bạn này bạn lên chơi, em cũng nói trước cho ba mẹ em là ba ơi bạn thôi nha, tại vì thật sự là có thích, có cảm tình nhưng mà chưa nhận lời, chưa nhận lời yêu nhau. Đến lúc mà ba mẹ bạn này đến gặp ba mẹ em cũng sợ cái mép đó luôn, là lần đầu tiên gặp ba mẹ bạn này luôn. Thì mẹ bạn nhìn em là em không biết nói gì hết, em cũng cúi xuống em ăn thôi. Còn ba em thì nhìn bạn này, rồi hai gia đình là nói chuyện nhau, rất là thích nhau. Mà hai đứa này thật sự là chưa có một cái chính thức, chỉ gọi là thích nhau thôi. Mà tự nhiên hai anh chị xui giống như từ tiền kiếp mà gặp nhau vậy. Dạ, đó. Đúng rồi, tự nhiên thân. Rồi sau đó thì sao nè? Rồi sau đó là hết Tết em về. Thì vừa về xong là nó bị cái Covid đợt 1 đó. Là mình bị giãn cách mất 1 tháng. Cho nên là hai đứa phải yêu xa. Xa cái nó nhạt anh ơi. Ai nhạt? Ai? Rồi sao? Cái lúc đó nhạt là do người yêu của em. Người yêu của em? Là sao? Là dạ, sao? Dạ lúc đó em có người yêu rồi. Dạ lúc đó em có người yêu rồi. Lúc đó đang bị kẹt rồi đúng không? Dạ. Em quen bạn đó được 2 năm. Lúc mà gặp bạn này mình cũng xác định là mình bạn bè và mở mối quan hệ giống như kiểu trong công việc thôi. Hiểu rồi, có nghĩa là bị ngấm rượu, say rượu từ từ. Vậy là thực ra lúc tự kỳ ám thị là không sao đâu. Mình chỉ cần, đó là một mối quan hệ bạn bè hết sức bình thường, không có gì hết. Cái tự kỳ ám thị vậy đó, em hiểu không? Không nhưng em, mà nó em, không có bình thường được. Nhưng là mà em thì là em đang nghĩ rằng là có khi nào là em đang có nghĩa là mong lung và đang trong cái dạ, trường hợp là hai tay, hai con cá. Dạ không, thật sự là người yêu cũ của em á, thì cái người yêu mà lúc đó đang hiện tại thì em không có xác định. Và em quen bạn nó cũng kiểu như là muốn làm bạn bè, có người đi ăn cùng, đi chơi cùng. Còn em tập trung vào công việc rất là nhiều. Nhiều khi bạn nó còn nói em là miễn sao em không quên tên anh là được. Tại vì em lúc nào cũng công việc. Và trong cuộc sống bạn đó spot cho em theo kiểu là ví dụ như em đưa hợp đồng cho khách thì bạn nó sẽ chở em đi để gặp em. Nhiều khi em mệt quá, bạn nó rủ đi chơi thì em mời nó, bạn nó về nhà chơi. Ở nhà chơi chơi cùng với anh hai em, với anh Tâm của em, còn em lên giường em ngủ. Tại vì công việc em quá nhiều thì bạn đó ngồi chơi với anh hai em xong rồi đi về. Thì thôi, thật sự nếu như nói về tình cảm thiệt sự thì chưa có. Và đây mới là người đàn ông đầu tiên mình cảm thấy là mình biết yêu. Mình yêu, dạ, đúng rồi. Những hiểu, người đàn ông trước là mình chưa có biết yêu. Và chính bạn người yêu cũ của em cũng nói là em chưa có biết yêu đâu. Và đó giờ em không có yêu anh đâu. Em cứ thử em yêu quyền đi, em sẽ biết là anh đã yêu em nhiều như thế nào. Trời ơi, bạn nó cũng lãng mạn ghê á. Thì bạn này thì cũng có Facebook với bạn đó. Bạn này post hình em với bạn này về nhà chụp chung nhau một bức hình thôi cho vui thôi. Bạn này post lên, bạn kia ở quê, bạn kia cũng ở Sài Gòn thấy, xong rồi gọi cho em. Nói là mấy ngày mà em đi gặp khách, em đi gặp bạn thì bạn nó cảm nhận được rồi. Cảm nhận được là em sẽ bị cảm nắng bởi một ai đó. Tại vì 2 năm trời tính em rất lạnh. Em rất là giữ khoảng cách với những người đàn ông khác, ngay cả khi nói chuyện luôn. Thì em cũng cảm thấy là có lỗi với bạn ấy. Tại vì 2 năm rồi
thì bạn nó thấy có vấn đề cho nên bút vé từ Sài Gòn bay về nhà em dịp Tết đó luôn. Thì em cảm thấy có lỗi quá cho nên là em lạnh với bạn này. Em quyết định là chọn bạn kia. Thì lúc mà bạn kia cảm giác như là em lạnh dần á thì bạn đó mới nói chuyện với ba mẹ của bạn để cầu hôn em. Thì lúc đó em cũng thấy không có cảm giác yên tâm. Em nói là bây giờ công việc em cũng chưa có xác định, cũng đang trên đà phát triển và em cũng đang còn quá trẻ, em cũng chưa xác định là lập gia đình. Cho nên là từ đây cho tới tháng 12, là từ tháng 1 cho tới tháng 12 cho em thời gian suy nghĩ. Thì lúc tháng 12 cuối năm em sẽ trả lời. Thì chưa đến tháng 12 mới tháng 4 thôi là em chính thức quen bạn này. Dạ, và chia tay với bạn kia. Nó có một cái nguyên nhân gì mà em lại chọn bạn này? Một cái cú quay xe. Cái lúc mà dịch xong em lên Sài Gòn, cùng một cái là em lại làm chung công ty với mẹ của bạn. Mẹ của bạn là quản lý của em. Cái ngày hôm đó là em nói chia tay rồi, chia tay bạn này. Thì bạn nói là thôi nghe về nhà anh chơi một bữa, ăn với ba mẹ anh, là ngày 25 tháng 3. Ngày hôm đó em ở lại em chơi quá 10 giờ. Ăn xong quá 10 giờ thì thành phố của mình đóng cửa hết, không cho ai ra đường lúc 10 giờ. Mà nói giãn cách, giãn cách đúng ngày 25 tháng 3. Rồi sao? Thì sau đó em phải ở lại, không ra đường được phải ở lại. Thì mẹ gia đình của bạn rất là ấm áp, em xa nhà nữa mà em gặp nhà bạn này, ba mẹ rồi anh chị thương nhau ấm áp. Hơn nữa em thấy lúc mà những cái ngày mà em không được ra ngoài đường phải ở chung á, thì bạn này là cái người đàn ông rất là chỉnh chu, sạch sẽ. Thậm chí là ví dụ như em vô bếp em nấu đồ ăn thì bạn sẽ ở trong bạn dọn phòng, dọn giường, phụ em nấu đồ ăn rồi vứt rác này nọ. Thì em thấy người đàn ông này giống ba mình quá, lúc nào cũng lo toan hết cho cả nhà. Và cả nhà cũng thương nhau, yêu nhau. Và ba mẹ coi em như là con gái trong nhà luôn. Em bị kẹt một tuần thì coi em như là con gái trong nhà. Em thích cái cảm giác gia đình. Thế là gục ngã luôn. Dạ, là gục ở ngã lại đó. Luôn. Dạ. Ở lại luôn. Chính thức là em quyết định chọn bạn này. Và xin lỗi bạn kia. Như vậy là phải cảm ơn cái cú đóng cửa. Cái cú đóng cửa quá dữ dội đó. Tình yêu Covid anh. Không, nhưng mà chị muốn hỏi em nè. Cái lúc mà bạn nói em là bạn có người yêu, dạ, lúc đó em cảm giác em sao? Tính em thì em chiếm hữu cao lắm, bình thường em rất là nóng tính, nhưng mà vô những cái chuyện đó thì tự nhiên hôm đó em lại rất là đầm. Em nghe bạn nói xong thì em bình thường em đầm lắm, em kêu nếu mà bây giờ mà mình làm mà kiểu mình thể hiện quá thì đâm ra mình lại bị trẻ con. Thôi mình cứ từ từ thôi, mình nói bạn thì em cứ từ từ em quyết định. Thì bây giờ bạn kia em cũng có tình cảm, anh em cũng có tình cảm, thì thôi em cứ quen lúc hai người đi. Thì em thích ai hơn thì em chọn người đó. Rất là thẳng thắn. Dạ, thì em hoãn binh trước như vậy. Đó, thì trong thời gian đó thì bạn qua nhà em chơi. Xong rồi bị dứt lại. Dạ đúng rồi. Như vậy là đến bao lâu thì mấy đứa mới cưới? Dạ là 3 năm. Cô vợ của em vừa xinh vừa giỏi. Dạ. Như vậy anh hỏi thẳng luôn, thì chắc chắn là cô ấy sẽ không có một cái tật xấu gì trong cái cuộc sống vợ chồng hàng ngày đúng không? Tật xấu hả anh? Sang trang đó, bây giờ mình sang trang phần 2 của vợ chồng là rất là hoàn hảo luôn đó. Dạ, qua kể tới tật xấu. Bình thường anh cứ kể. Anh thấy vợ em bị một cái tật mà em rất là khó chịu luôn, là nguyên tắc quá. Thì giống như thí dụ đàn ông anh em mình với nhau đúng không? Thì mình có thể nói là ok 10 giờ rưỡi anh về, mà 11 giờ mình về là có chuyện. Thí dụ như 10 giờ 50 về thì có chuyện không? Cũng có chuyện luôn, nó đúng 10 rưỡi là đúng 10 rưỡi. Rồi thí dụ là hôm đó em hứa là em làm cái việc đó. Nhưng mà em bận quá, Em quên là có chuyện. Là một người quá nguyên tắc. Rồi còn cái có thấu hiểu không? Thí dụ như em về trễ, giống như vợ tôi cũng vậy. Dạ. Tôi nói mấy giờ về là tôi phải về. Mà thí dụ như nếu mà trễ thì chắc chắn vợ tôi câu đầu tiên phải hỏi là tại sao anh về trễ. Dạ. Cũng là khi mà rất... giải thích rồi á, thì anh... vợ có hiểu không? Đó, đó. Vẫn giận. Đó, tại vì anh cũng là cái người rất là nguyên tắc trong cái việc là giờ giấc. Dạ. Thì đó, vợ... thì vợ em sẽ nào? Vợ em thì mỗi lần mà có chuyện xảy ra thì phải để vợ em ngủ qua một đêm. Đúng là em nguyên tắc. Nhưng mà thà anh đừng có nói, thì anh muốn đi mấy giờ và anh về. Nhưng mà em vẫn luôn luôn hỏi là tại sao anh về trễ. Nhưng mà cái câu đó nó phải hợp tình hợp lý. Chứ không thể là nói xạo em mà để em biết được. Mà hai cái mỗi lần ông này nói xạo là em biết. Rất là hay luôn ạ. Ngày hôm đó là ảnh nói là 10 giờ rưỡi anh về. Thì 11 giờ anh mới về. Và em rất khó chịu. Và vì không phải đi về là vì công việc thì em rất là open, ok. Nhưng mà ảnh nói là ảnh đi ăn với bạn bè. Thì còn có về thì có thấy uống rượu nữa. Thì em mới hỏi là ủa chồng nhậu hả? Chồng có uống tí. Thì em mới hỏi là chồng đi ăn ở đâu vậy? Thì anh nói là chồng đi ăn ở nhà anh Hoàng. Thì em cũng thấy bình thường. Nhưng mà sang ngày mai chồng em dắt em đi ăn. Gặp anh Hoàng? Thôi có anh Hoàng dắt em đi ăn lại cái quán ngày hôm qua chồng em đi ăn. Và cái con bé nhân viên á, nó chạy ra nó hỏi em là ô chị là vợ của anh Quyền hả? Trời ơi anh Quyền ngoan lắm nha. Chị biết không, ngày hôm qua ảnh nói với em là phải dặn ảnh đúng 10 rưỡi là phải 10 rưỡi ảnh về với vợ nha. Chứ không thôi trễ là vợ ảnh la. Còn bây giờ ảnh ngồi ăn với anh em, ảnh sợ bị lục giờ.
cái mình phát hiện ra là ủa sao ngày hôm qua anh nói với em là anh ăn ở nhà anh Hoàng. Có nghĩa là tự nhiên nó cứ tới như vậy và em rất ghét như vậy. Ví dụ anh ăn ở quán đó thì anh ăn ở quán đó, tại sao lại ăn ở quán nhà anh Hoàng? Anh nói là tại vì tính em hay suy nghĩ nhiều, em sống cảm xúc cho nên là anh sợ, anh sợ nên anh phải nói vậy. Em nói là tại sao phải sợ, thà là anh nói trước chứ đừng có nói dối em, và em rất ghét những người lừa dối mình như vậy. Chuyện nhỏ gì anh nói dối em thì mấy chuyện kia sao? Cái bắt đầu mình suy nghĩ như vậy, suy diễn á. Bây giờ mong muốn vợ là sao? Em hả? Em mong muốn vợ em vẫn nguyên tắc vậy, tại vì đó là một trong những cái mà, tại vì tính em mà cái gì dễ quá là em sẽ không coi trọng đó. Rồi bây giờ tới em đó, có ghen không? Trời ghen lắm luôn đó, cái ghen đó là thật xấu đó. Em đi tập thì em chỉ là bạn bè bình thường vui thôi. Em quay chung clip chung với một bạn nam khác, nhưng mà có một bạn nữ cùng quay với em nữa, là ba anh em chơi nhau quay vui thôi. Bây giờ bạn lấy điện thoại em vô thẳng Facebook của anh đó, gọi cho anh đó gỡ clip xuống. Ghê vậy luôn á, ghê vậy luôn. Mà yeah, clip đó tới tận ba đứa quay mà không có gì hết trơn. Mà gỡ luôn là anh kia gỡ luôn đó. Dạ yeah, anh kia anh nói với con bé cái trời anh sợ anh gỡ rồi. Là thật sâu đó. Trước đó ảnh là một người không có nguyên tắc trong cuộc sống. Nhưng mà thật sự từ lúc cưới cho tới giờ thì chồng của em ngủ mà em vừa phải nhìn mà vừa phải chảy nước mắt là chắc có lẽ không có người đàn ông nào tuyệt vời thứ hai đâu. Hay quá, trời ơi. Em thấy chồng em thay đổi một cách ngoạn mục. Còn cái việc mà em muốn chồng em thay đổi thì hiện tại chồng em quá tuyệt vời rồi. Ngoại trừ chồng làm về fitness coach là sức khỏe, thì em mong chồng em giữ sức khỏe cho bản thân mình. Ủa mà hai đứa có con chưa? Dạ chưa ạ. Rồi, cảm ơn hai em nha. Dạ, cảm ơn. Em tên Nguyễn Đặc Vũ, 33 tuổi, em làm bên ngành điện nước. Em quê em ở đâu? Dạ, em quê miền Tây chị. Vậy hả? Tây. Hai chồng ở Sài Gòn hay là ở đâu? Dạ, em ở Sài Gòn, còn vợ em thì ở Tây Ninh. Ồ vậy ạ. Còn em? Dạ, tên em là Nguyễn Thị Diệu Hướng, năm nay em 28 tuổi, nghề nghiệp của em là giáo viên trung học cơ sở. Hai vợ chồng em lần đầu tiên gặp nhau như thế nào? Cách đây 9 năm về trước á, là lúc đó em còn sinh viên năm thứ nhất. Thế là trong dịp hè, thế là cô bạn học chung lớp rủ em đi Phù Hồ ở dưới Bình Dương á, xong rồi vô tình lại gặp cái anh này. Anh là bảo vệ. Thế anh đến anh hỏi, thế ông này ông đẹp trai dữ lắm, tấm trẻ lắm, phải xấu như bây giờ đúng không em? Thế là cũng lên la tới nói chuyện, cũng làm quen vậy đó. Anh cũng nói là ngày trước anh cũng có đi bộ đội ở tại Đà Lạt, tại vì em học ở trường đại học Đà Lạt. Thì anh mới bảo rằng em lúc nào á mà tụi em có cơ hội lại đây á, anh nhờ em chút việc. Thì hai tháng sau khi em mới quay lại công trường này thì em mới gặp anh á. Thế anh viết lá thư kêu em này lên trên chỗ cái địa chỉ này, em gửi cái thư này á cho cái chị này giùm anh. Chị đó thì tên Thanh, học khoa hóa trước em hai khóa. Thì đến tháng 9 thì em trở lại trường đại học, cũng làm một câu đưa thư đưa cho anh vậy đó. Thế xong rồi đến tìm cái chị Thanh này, không thấy chị đâu hết. Thế xong rồi em mới về là em cất trên cái kệ sách á, cũng bận đi 9 tháng sau. Bắt đầu em mới làm ba cái tiểu luận chuyên ngành á. Thì em mới cầm đến tài liệu, thì em lại mở tập ra, em lại thấy cái lá thư của anh này. Cũng tò mò dữ lắm. Mà biết là xem thư là không có tốt rồi. Xong rồi em cũng mở ra đọc xem. Mình xem, mình cũng mắt nhắm mắt mở đi. Nhìn bên dưới thấy mỗi cái tên của ông á, thấy cái số điện thoại, em mới gọi điện cho anh á. Khi mà em nhận được cái số điện thoại đó thì vô cùng bất ngờ luôn. Nghe tiếng thì quen quen nhưng mà mình không nghĩ là sẽ gọi lại. Tại vì trước khi đi đâu có cho số điện thoại gì liên lạc đâu. Nhưng mà cái lá thư đó là em gửi cho cái người yêu của em thiệt hả? Không, cái đó là cũng vừa là bạn mà vừa là học trò. Hiểu rồi. Có nghĩa là vô tình đó, vô tình mà lượm được bí kíp luôn. Thế xong rồi cũng nhắn tin qua lại. Thì anh này trời ơi, anh cũng nói chung là cũng tán tỉnh dữ dằn lắm luôn á. Đến bao lâu thì hai em yêu nhau? Khoảng như gần một tháng á. Rồi cũng hơn quen nhau, nhắn tin qua lại thời gian rồi cũng 2 năm á chị. Dạ, sau đó sao đổi gì không em? Dạ có 2 năm xong rồi hai tụi em chia tay. Mà chia tay anh này không có nói một cái lý do gì hết. Tại vì anh này là mối tình đầu của em thích anh dữ lắm. Nói chung là cũng buồn dữ lắm, thất vọng dữ lắm. Anh là muốn biết cái lý do đó. Đâu có lý do đâu chị. Không phải anh nói lý do mà trời ơi, anh nói anh nói với bác của anh như này này. Con nhỏ nó gọi điện á, bác hai đừng có nghe nữa. Có nghe thì có trả lời là nói chứ trời ơi lỡ làm nhỏ rồi với bồ công nó có bầu rồi thì con phải cưới. Thế xong rồi em cũng bạn đi, em kêu chứ thôi thì mối tình đầu thôi thì bây giờ cũng tập trung vào việc học đi. Thì bây giờ thật tiền cũng không có giải quyết vấn đề gì hết, thôi ráng học để lo tương lai cho mình. Bây giờ hoàn thiện bản thân đi rồi sau này kiếm thằng khác tốt hơn ông lên á. Thế xong rồi cũng ráng học, em đi ra ngoài Bắc em học một năm nữa, rồi xong em đi vào Tây Ninh em đi dạy được gần một năm á, em hết hợp đồng tập sự rồi. Thế vô tình em lại gọi điện cho bác hai của anh ấy, cũng chỉ hỏi thăm sức khỏe thôi chứ mình không có hề hỏi tới cái anh này đâu. Thật bụng là trong lòng cũng không muốn hỏi không? Dạ thật bụng là không muốn hỏi, tại vì vẫn đang nhớ anh á. Đang thương anh dữ lắm. Thế là bác hai mới hỏi là bây giờ công việc của con sao, rồi con có quen ai chưa, rồi con lấy chồng chưa, có con chưa vậy đó, rồi con có hay liên lạc với anh Vũ không. Thế em mới bảo rằng là
Dạ con bây giờ công việc thì cũng tạm ổn rồi, chồng con thì cũng có chưa có gì hết. Thế em vô tình lấy bác kêu chứ thôi để đó lát tao bảo con Như á, nhắn tin lại số điện thoại của nó cho mày. Hôm sau là ngày 8/6 á, là ngày sinh nhật của anh á, cứ nhắn tin một chúc anh sinh nhật vui vẻ, sang tuổi mới thì có thêm nhiều niềm vui mới vậy thôi, thì chúc ý nghĩa bạn bè thôi. Ai ngờ đó ông gọi điện thiệt luôn. Ủa nhưng mà thực sự là em có vợ có con không? Không có chị. Nhưng mà tại lừa sao em thôi. Lừa tại sao lý do gì lý do lừa? Gì lừa hả Vũ? Mình tính thử lòng làm sao. Thường thường mình có câu là nhất cự ly nhì cường độ đó. Cứ thử coi xem sao. Ai ngờ thử luôn một phát một tới mấy năm luôn. Thì không hứng. Anh ấy sợ. Dạ anh sợ như kiểu là mình thì ở ngoài miền Trung lạnh á, mà anh ở tít trong miền Nam á, thì anh sợ khoảng cách là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, anh thấy ví dụ mình học đại học, anh ở nhà anh làm công nhân á, rồi anh cũng kiểu mắc cỡ. Cái thằng nó kêu chứ trời ơi có gì đâu mắc cỡ, thương nhau quan trọng là tình cảm chứ quan trọng gì bằng cấp đâu, quan trọng là hiểu nhau là chính thôi. Thế xong rồi cũng quay lại nhắn tin qua lại cũng như gần 15 ngày á, rồi cũng mới quyết định nói với anh á, cho anh hai sự quyết định. Một là anh cưới em làm vợ, hai á là anh đi về dưới anh làm luôn đi, đừng có quen tôi nữa, là làm khổ nhiêu đó đủ rồi. Chứ đừng quay lại mà làm khổ thêm một lần nữa. Thế xong rồi cũng quay đi cũng tìm hiểu nhau, cũng quen nhau gần 6 tháng nữa là mới cưới. Như vậy là chỉ có một cái tin nhắn thôi mà ròng rã tới 2 năm trời mới gặp lại nhau. Dạ không, chia tay nhau 4 năm rồi, xong rồi bắt đầu mới nhắn tin lại đó. Quen nhau coi như 2 năm, chia tay 4 năm, gặp lại 6 tháng sau cưới. Là 6 tháng sau cưới đó. Thôi, tất cả mọi thứ sau cơn mưa trời lại quang mây tạnh đúng chưa? Vậy thì bây giờ lấy nhau về rồi. Rồi hai vợ chồng có khó khăn gì không? Có vỡ mộng gì về? Giờ qua cái màn nói xấu nè, có gì xấu đây nè. Không, bây giờ anh nãy giờ toàn là hướng nói mà bây giờ hỏi vô trước nè. Ừ, tật xấu của vợ á. Cái thời gian đầu tốt, cực kỳ tốt luôn. Mà sao ở lâu ngày làm như nó lòi cái đuôi ra hay sao? Lòi cái đuôi, lòi hả? Lòi ra. Lòi tới mấy cái đuôi lận. Trời, cái đuôi cáo thôi. Em chịu mà không nổi rồi mấy cái. Cái đuôi cáo thôi đó. Mà em chịu không nổi cái đuôi cáo. Cái gì sao cái đuôi đó làm sao? Chưa cưới còn quen nhau thì mị nết na nhẹ nhàng với em lắm. Sao cưới nhau dạng thời gian á, bắt đầu cỡ tính là như nghề của vợ em là giáo viên á. Đi ban ngày đi dạy học rất quen rồi. Về nhà coi em như học trò. Trời ơi. Đi chán như đường học đầu tiên. Bệnh nghề nghiệp. Đúng rồi. Mấy bạn người sao nữa? Rồi sao? Cứ chăm em làm như là trẻ mới biết đi làm sao. Ăn lâu quá cũng nhắc mà ăn nhanh quá cũng nói. Mà ngủ bữa nào ngủ ít đó nó nói trời chắc tương ai mà ngủ nhiều nói làm biến có gì đâu vậy. Chăm được khó đó. Chăm được khó hết. Hay nhắc nhở. Mấy bà cô giáo mà. Nói nhiều cực kỳ luôn. Mập lắm luôn. Còn gì nữa không? Đang hỏi tần sống. Ông đi có vẻ như ông sợ luôn. Không phải sợ mà suy nghĩ chưa có ra. Tại vì tôi nhiều quá không biết cái nói cái nào trước hết. Rồi bây giờ cứ suy nghĩ đi, trong thời gian suy nghĩ tôi hỏi bà này nha. Ông này có tật xấu không? Dạ cũng có. Nhiều không? Nói chung là ưu điểm thì ít mà nhược điểm thì đầy. Mới cưới về anh siêng gì lắm. Việc gì anh cũng làm hết trơn á. Nói chung là từ dọn dẹp nhà cửa, giặt đồ quần áo, nói chung là nấu ăn cái gì anh cũng làm hết á. Mà bắt đầu từ cái hồi mà có bầu á. Trời ơi, anh tự nhiên chuyển tính nết luôn. Rồi làm biến sợ luôn. Mang bầu mà sáng nào cũng vậy đó, phải lo dậy sớm bán miếng trắng trộn này, nước ngọt này, chiều đến là bán trà sữa trân châu này, tối đến đi làm mất chết luôn. Ông không có phụ gì hết. Trời ơi tức có quá trời đất luôn. Nhiều lúc trời ơi chẳng lẽ quánh lộn nữa chứ. Nhưng mà kìm, trời ơi kìm nén dữ lắm luôn á. Em mong muốn Vũ thay đổi điều gì? Ít hút thuốc lại nè, bớt chơi game này đi. Trời ơi chơi mọi lúc mọi nơi luôn á. Bớt thuốc lại, nguy hiểm. Bớt dạ. Thuốc bớt chơi game. Lại bớt dữ lắm rồi đó. Tại nhà có em bé. Thế còn Vũ? Mà dạ sao xin hiểu cái đừng có bệnh nghề nghiệp đem về nhà được rồi. Bây giờ là tụi em là vợ thì ở Tây Ninh. Đúng rồi. Chồng thì ở Sài Gòn. Bây giờ có muốn ước một cái điều gì không? Riêng cặp vợ chồng này. Hôm nay tôi cho ước đó. Anh vừa ông vừa già trước được anh ấy. Tưởng tôi là ông một vợ chồng son gọi là bụt son. Vợ ước đi tôi ban cho. Ghê chưa ông bụt đó. Đó. Dạ là ước là anh về Tây Ninh anh làm ở gần vợ con là được rồi. Rồi, bụt son. Khoan để cho chồng ước nữa để coi cái ước nào mà hợp lý thì. Đó thôi là vô luôn đi vô. Giờ chồng ước cái gì? Con thích vợ con về đây thấy chưa cái ta ngồi là ta suy nghĩ liền là hoặc là bên đây thì muốn ước về dưới đó nhưng mà ở đây người ta lại ước này lên đây đó. Bây giờ nhà rồi. Nhà mướn hay là nhà gì? Không em ở nhà bác em nuôi em cũng nay cũng lâu rồi. Mà ví dụ như là không, có vợ con lên á thì bác có đồng ý không? Có chứ. Rồi có xin được việc cho vợ không? Được chứ. Được cho vợ ha vậy cho nên nếu mà chịu đi là năm giờ là được xin được về rồi. Vậy cuối cùng ước của ai đúng? Bây giờ ông bụt. Hôm nay bụt son sẽ ban điều ước ba ông cháu hai vợ chồng hợp nhau về Sài Gòn. Vỗ tay cho điều ước linh nghiệm coi. Rồi xong rồi đó. Không em thực ra là vậy. Cái mong muốn của chồng á nó có căn cơ hơn đó cưng. Dạ. Em suy nghĩ lại đi. Thứ nhất là
Bác đồng ý vậy. Thứ hai nữa là xin được việc cho em mà. Mà thứ ba nữa là nếu mà em về đây thì vợ chồng sẽ dễ gần gũi, dễ làm ăn hơn. Dạ. Cho nên em thử suy nghĩ coi xem như thế nào, hai chồng bàn bạc kỹ lưỡng lại coi làm sao. Dạ. Bây giờ về đi, rồi cái tự nhiên cái thuận thảo cái đường làm ăn, rồi phong thủy, rồi tất cả mọi thứ, rồi được. Thêm cái ông Bụt ông đứng sau lưng ông hỗ trợ đó, rồi cuối cùng là thuận thảo nữa. Điện đúng không đi, chừng nào mà về nhớ nghe viết thư lên vợ chồng Son cảm ơn nghe chưa, nhớ cảm ơn tôi. Thôi xin chúc cho hai vợ chồng em lúc nào cũng vui vẻ và mau chóng về châu về hệ phố. Châu về hệ phố không thấy vậy được không? Chào quý vị khán giả và chào cô Hồng Vân và chú Quốc Thuận. Con tên là Nguyễn Thành Nam, nay con 30 tuổi. Công việc hiện tại là một nhiếp ảnh gia và chủ ảnh đồ ăn. Và trước đây là một đầu bếp, nhưng mà nghỉ bếp tầm 5 năm nay rồi ạ. Dạ. Tức là con làm đầu bếp nè. Dạ. Rồi xong rồi bây giờ con lại nhiếp ảnh gia mà chuyên chụp về đồ ăn. Dạ. Tức là rồi trước đây là nó tình cờ cái duyên nhá. Tức là nó rất thích chụp chẹt, nhưng mà trong cái môi trường đầu bếp thì mình không sáng tạo được quá nhiều. Vì là cái chức vụ nó còn thấp quá. Thế con mới quyết tâm là quyết định là nghỉ công việc đầu bếp, nghỉ đầu bếp để ra mở một cái studio riêng chuyên chụp ảnh đồ ăn cho các nhà hàng. Trời ơi, như vậy là vừa có kinh nghiệm đầu bếp, bây giờ lại kiêm thêm nhiếp ảnh thì thôi coi như là bao nhiêu tạp chí về ẩm thực là coi như không thầu hết rồi. Thì đó, làm gì làm cũng dính tới đồ ăn hả? Dạ, có, nhưng mà là con tên gì, bao nhiêu tuổi này chú nghe không rõ. Con là Nguyễn Thành Nam ạ. Nam. Nguyễn Thành Nam, 30 tuổi ạ. 30 tuổi. Dạ. Ôi, tuổi trẻ tài cao. Là Nam từ Hà Nội. Dạ vâng ạ, con từ Hà Nội vào đây ạ. À, tức là con vẫn sống ở Hà Nội, dạ, đúng vâng không? À, vì hôm nay con vô đây con tham gia chương trình Vợ Chồng Son. Tại vì vợ con hâm mộ cô quá, vợ con bảo là vừa mà con vào đăng ký xong thì vợ con bảo ô cứ tùng thì cười thôi, cười gần 2 tháng nay rồi. Cười gần 2 tháng nay rồi. Thế nhưng mà hồi bà đi quay à, thôi đi quay nhưng hộp quá. Thôi đi 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 đi. Dạ. Nếu mà quay chương trình khác thì suy nghĩ lại đúng không? Dạ vâng ạ. Chuyện chương trình này là mến mộ của Hồng Vân cho nên là cứ thế mà làm, cứ thế mà vào. Cảm ơn hai bạn đã từ Hà Nội mà bay vào đây tham gia chương trình Vợ Chồng Son rất là quý. Và bây giờ mời con giới thiệu cho mình. Con chào cô Hồng Vân, còn chú Quốc Thuận và chào toàn bộ các quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Vợ Chồng Son. Con là Nguyễn Thị Thanh Thảo và năm nay là con 24 tuổi. Nghề nghiệp hiện tại của con thì con đang làm mẫu livestream tự do và con cũng sống và làm việc tại Hà Nội luôn ạ. Con làm mẫu livestream. Mẫu quần áo ạ. Dạ, vâng. Shop quần áo mời vợ con đến livestream bán hàng. Chắc chắn là có liên quan. Ủa, tức là cái đồ hình như nếu vậy thì là chắc cô đã coi con ở trên mạng rồi. TikTok thì nhiều lắm, TikTok thì nhiều. Nhiều đúng không? Dạ. Nhiều lắm. Tại vì hồi nãy cái đó nhìn quen quen thì xong rồi mới nói là giống Kali. Nói nhưng mà bây giờ cô nhớ ra rồi là cô đã thấy con rồi. Dạ vâng. Có ngày nào mà livestream coi như là 10 tiếng đồng hồ không? Có những ngày mà kiểu con làm việc là từ tầm độ 9 giờ sáng và đến tầm 5 6 giờ chiều luôn đấy ạ. Thì đó gần 10 tiếng rồi. Có hôm là con làm hôm nào mà được sale ấy, sale ngày sale ấy là xin phép chồng là làm đến 1 2 giờ sáng là luôn. Là nói ra rả luôn đúng không? Vâng đúng rồi ạ. Hàng sale á hôm nào mà không? Mà livestream mà bán quần áo là em nói chị nói kinh khủng lắm chị ơi. MC mình là không thể nào mà so được với các cô này. Đúng rồi. Đúng không? Dạ. Thôi bây giờ chắc đoán đi. Dạ. Có lẽ liên quan đến cái việc gọi là cũng là mẫu ảnh nè, đi chụp hình nè, livestream cho một cái món ăn chẳng hạn, một cái nhà hàng. Và ông này là đến chụp hình và thấy là gặp cô này xinh quá rồi cưa cô ấy, đúng không? Một phần thôi ạ. Tại vì một phần là mừng rồi đó con. Con không cần phải tế nhị. Dạ. Con cứ nói sổ tẹt ra chú ơi, sai rồi. Dạ. Không đúng rồi, sai. Gì cả. Sai ạ. Sai đấy. Sai. Chú. Bây giờ chị nói em nghe, em chỉ nên là ông mụ mà thôi. Chứ em đừng có đòi làm ông thầy nữa. Trời ơi chú Thuận, riêng chú Thuận nha. Dạ. Chúc ai là người đó có bầu. Thiệt luôn. Nhưng mà đoán ra cái gì là sai biết, cho đó. Biết bao nhiêu các cặp vợ chồng Son mà dạ, lên đây á mà giống như là họ bị hiếm muộn luôn đó. Dạ vâng. Mà chú Thuận chúc là coi như là về là có bầu lá lùng vậy đó. Mới đi công du một chuyến đó. Bỏ cô 4 số á. À không, vừa có thấy thôi. Bỏ đúng không? Đúng bỏ cô 4 số là đi công du đó con. Đi chúc. Là đi đến tận nơi nhà người ta chúc luôn, ta hiếm muộn quá. Trời tới tận phần, nơi luôn. Cái phần này nó giữ nguyên là thiệt. Thiệt. Đi thiệt mà. Rồi. Dạ. Ok. Rồi thôi chút nữa ai đứa cần thì chú chúc nha. Dạ vâng. Rồi. Bây giờ kể cho chú nghe đi cái cơ duyên nào mà khiến cho hai đứa gặp nhau. Rồi mến nhau. Dạ. Lần đầu tiên gặp nhau có ấn tượng gì về nhau không? Dạ. Về vợ con, để biết đến vợ con ấy thì con ở trên Facebook ấy thì ngày xưa con làm cái công việc đầu bếp với công việc chụp ảnh đồ ăn ấy thì là cái mà con rất đăng lên rất là nhiều. Và trên story của con là đăng cũng khá nhiều. Thì để ý là cô này suốt ngày xem. Mà cô ấy xem mà mình rõ ràng mình có like bác bài viết cô ấy rồi mà cô ấy không comment lại. Mà cô ấy cũng có bơ luôn. Con hỏi lạ thật. Mà trong gian đấy thì con có một số mối quan hệ khác. Thì con cũng tiến tới thì cô ấy là con đang đang kiểu tìm hiểu. Thì con bảo hay nhỉ. Thì vào trong Facebook tìm hiểu. Cô biết là con có thể like các bài viết khoảng tầm 4 lần, cứ like đi bỏ like, cứ like đi bỏ like. Vợ con không bảo gì luôn.
vợ con mặc kệ, vợ con không quan tâm gì một gì. Không thèm để ý tới con luôn á. Không thèm để ý luôn. Tại vì cố để ý người khác chứ. Thì con vào thì là đấy là vợ con này là sinh viên báo chí. Thì lúc đấy là đi thực tập thì mặc một cái bộ quần áo rất là xinh. Xong rồi gương mặt rất là dịu dàng, hiện động. Ôi, con bảo xinh quá. Ngọc nữ đó, à. Vợ con là thuộc tuyếp là người ta gọi là ngọc nữ. Và con đặc biệt con rất thích kiểu nhẹ nhàng ấy. Thì lúc đấy là xem con có comment vào nhưng mà vợ con cũng kệ luôn. Thế con bảo ôi lạ, từ trước giờ mình chưa bao giờ bị comment ai mà không ai comment lại. Thế bắt đầu con mới kệ. Thế để khoảng tầm 1-2 tháng sau thì tình cờ là một hôm trời mưa, thế là vợ con đăng lên story là Hồng bị hỏng xe. Thì con đúng là con vào cái story con comment là em ơi thương nhỉ. Thế tự nhiên vợ con nhắn tin lại luôn. Thế là em con bảo ôi chết rồi, phải lại dính bẫy rồi. Thế là con cứ nói chuyện bắt chuyện. Mà cô ấy trả lời là sao? Con có trả lời là vâng anh ạ, thế thôi. Vâng anh ạ. Vậy mà con có thể suy đoán là cô ấy dính rồi. Nhưng mà không, vì là con thế là khi mà comment lại con có một cái gì là kiểu là thằng giáo cách cảm á, là con cảm giác là thả rồi đó, nghĩa là thả là dính rồi đó, đúng không? Tại vì là con lấy 2 tháng trời từ tháng 5 đến tháng 8. Đấy, từ tháng 5 tới tháng 8. Không trả lời gì hết. Không trả lời gì luôn. Mà con từ con comment ai cũng tạo trả lời à? Đâu bây giờ hỏi vợ con này lý do tại sao cái hôm đó con lại trả lời cái comment của anh này. Vâng, cũng đó cũng một kiểu như là không biết là tự nhiên là cái cảm xúc của mình đang hỏng xe, đang rất là dắt xe trời mưa. Cần sự chia sẻ. Đúng rồi ạ. Đấy, thế là tự dưng thấy là anh này Z story bảo là ui em hỏng xe thương thế. Mình cũng cảm giác là chắc là cũng theo dõi và cũng có cái sự đồng cảm với mình, thế là con cũng trả lời. Xong thì cũng là từ đấy hôm đấy xong là cũng bắt chuyện. Vâng, thế là cũng trò chuyện với nhau và cái gọi là cái cảm xúc đầu tiên mà khi con gặp anh này, từ khi mà bọn con nói chuyện với nhau thì khoảng tầm 2 tháng sau bọn con mới gặp mặt. Nhưng mà cái là cô này là đầu tiên là con nói chuyện được khoảng tầm 3 ngày thì thấy là hơi khó gặp, tức là hẹn gặp không gặp. Thế con sang nhà bạn thân con giới thiệu bạn thân con luôn. Con giới thiệu bạn thân. Cho bạn thân bảo đâu xem nào. Đấy. Tán nói chuyện. Tức là con dám giới thiệu bạn thân con là đây là người yêu tớ không, đấy, đúng không? Không, đây là có cô bé xinh lắm. Anh nói chuyện là không được, chúng nói chuyện đi. Nghĩa là giới thiệu cho bạn mình gặp. Ý là bán cái đó, tính là bán cái cho bạn thân luôn. Vâng, đó. Sao cô ghen vậy? Tại vì lúc đấy là nói chuyện cô ấy khó mà xong cô ấy. Xong bảo, ôi mệt thế rồi. Thế con chuyển cho bạn thân con. Thế là ông ấy bảo, để anh xem nhà anh nói chuyện. Thế nói chuyện được tầm 3 hôm hỏi, thế có tiền tới gì không? Có được không? Ui chán lắm. Chảy lắm. Thế là bắt đầu là con lại quay lại, con lại nói chuyện tiếp. Thế con kể hết là nhà em ở đâu, nhà em có gần nhà anh không? Rồi, tại vì vợ nhà con, cái nhà con có chục cây rồi. Thì ở chỗ huyện vợ con thì con quá là thân thuộc vì rất quen rất nhiều người. Thế con điều tra cô này con nhà ai này, rồi là nhà anh mấy chị em này, rồi là thích gì học đâu này, đang trọ ở đâu này, con tìm hiểu hết. Thế con bảo quyết tâm là phải giao phải hạ của cô này, thế tự hạ cực luôn. Mà vợ con là con trưởng hay là con út? Con út ạ. Con út. Thế nhà con có nhà con là có 3 anh chị em ạ, và con là con út ạ, cho nên là kiểu bố mẹ cũng khá là chiều ấy ạ. Dạ vâng. Thì cái cảm xúc đầu tiên khi gặp anh này thì cô ở trên mạng xã hội thì hình ảnh rất là chỉn chu, giày tóc rồi quần áo vuốt các thứ, nhưng mà khi mà cái hôm mà con quyết định đi gặp ở ngoài, chân thì đi dép tổ ong, mặc quần đùi áo cộc và bảo là ôi trời ơi, nó khác, kiểu khác ở trên mạng quá. Mà kiểu mình cũng là hơi bất ngờ, nhưng mà sau khi mà kiểu mình nói chuyện ở bên ngoài, mình cảm giác là người này nó cũng kiểu như là thật thà, dễ kiểu nói chuyện ấy, chứ không phải là xa cách gì cả. Chú thắc mắc nha, dạ. Tại sao hẹn hò tới 3 tháng mới gặp nhau, đúng không? Dạ. Mà sao con lại không chuẩn bị gì, đúng không? Chuẩn bị cho mình một cái avatar, hiểu không? Tức là ngày đấy là con có mở một cái bếp online. Thì mở một chỗ anh em. Thì đợt tán cô này là ngày nào con nấu ăn. Thì con bảo là con gặp thì con không ship, mà con úp ship gửi sang. Có hôm con nấu mì Ý này, hôm con nấu cơm gà này, hôm con nấu nhiều món lắm. Thì cô này cứ đang làm ở chỗ nào là con tìm bằng được con ship đến. Ship đến thì tình cờ hôm đấy thì hôm đấy là bán hàng nó rất là sôi nổi, thì bắt đầu là con đi hẹn gặp. Ôi sao lại gấp thế. Thì gặp thì ôi con không chuẩn bị luôn. Con bảo thôi, bây giờ đến mà em ấy nhìn vào mình như này mà em ấy thích thì được đấy. Thì con coi như một cái thử thách luôn. Thì con đi lên luôn. Thì vợ con cứ nhìn con nhìn này, cứ nhìn con, vợ con cứ nhìn. Con bảo em làm sao đấy. Thế là ngồi hai đứa bắt đầu nói chuyện với nhau. Bắt đầu nói chuyện với nhau là nhìn mắc cười không con? Vâng ạ. Thế nhưng mà hôm vợ con thì làm ăn mặc như thế nào? Vợ con mặc xinh lắm ạ. Cứ đúng như là trong avatar của con. Vâng, vợ con ngoài đời, trong avatar ngoài đời nhau thì luôn. Dạ. Nhưng mà chắc lại là con bị ảnh thu hút bởi vì cái sự chân chất đúng của rồi, anh, đúng rồi không? Đấy ạ. Chứ chưa chắc gì mà mặc một cái bộ khơm lê là gặp rồi. Con mà con lại có được cảm tình có cái rung động như thế ạ. Tại vì kiểu như là mình cũng thấy là bảo là đây anh này là
dám kiểu như là thể hiện cái bản thân đúng như của mình như thế. Và để kiểu thì mình cũng thấy là một người cũng khá là đáng tin ý ạ. Ngày hôm đó có cái gì nó ấn tượng không? Ngoài cái gọi là cái giao diện quá là ấn tượng như thế rồi thì cái cách nói chuyện ở bên ngoài nó cũng khá là kiểu như là chồng con và với con thì là cách nhau tầm 5 tuổi. Thì kiểu nhiều khi mà trước thì con cũng có nói chuyện với những cái người mà nhiều tuổi hơn của mình thì nó hơi bị gọi là cứng nhắc và hơi bị gọi là lớn tuổi cơ. Vì cái lại cái suy nghĩ ấy, thì anh này thì nói chuyện rất là kiểu hợp ngu ấy ạ. Thì cho nên là dạ vâng đúng rồi. Thế rồi sau đó, sau lần đó là hai đứa chính thức yêu nhau. Thôi đúng không? Mới chưa. Hẹn hò. Ôi ôi. Coi như là hẹn hò đúng không? Hẹn hò ra nào đó. Ừ, thế đối với anh này á thì con thấy có cái điểm lạ nào á mà khác với những cái người khác khi mà hẹn hò không? Rất là nhiều. Ngày tiếp theo là cái ngày hẹn hò. Dạ vâng. Ngày đó nó có gì lạ giống như cái ngày đầu mà gặp á? Gọi là về cái giao diện các thứ thì là nó vẫn như thế ạ. Vẫn vậy luôn. Dạ. Tại ngày nào nó cũng bán hàng online á, nấu bếp online. Công việc. Với lại đó anh suy nghĩ nha, tại vì do cái lần đầu em gặp cổ mà thấy cổ ưng. Dạ. Cổ ưng cái giao diện này. Tại vì cho nên lần sau mình tiếp tục. Với cái sống của con ở nhà thì nó rất đơn giản, sống đơn giản lắm ạ. Tức là ra ngoài cà phê cà pháo thì con cũng ăn được bình thường thôi. Không quá là chăm chút quá, vì đôi khi chăm chút quá nó là mình không về thoải mái. Đó thì hôm đấy thì cô ấy nghĩ là ô cô thoải mái rồi thì con cũng ok thế. Rồi cái lần hai sao nào? Vâng, thế là cái gọi là hôm mà sau cái khoảng gặp đầu tiên thì cũng về nói chuyện rồi các thứ rồi thì hẹn hò đến ngày chính thức đầu tiên, đi hẹn hò, đi ăn uống ở nhà hàng các thứ rồi xong thì đang đi trên đường cô ạ, thế là em ơi anh đau bụng quá cho anh đi vệ sinh một cái. Thế là cứ thế là tấp vào chỗ cửa hàng tiện lợi là đi vệ sinh, và từ đấy lúc nào mà đi ăn uống hay đi hẹn hò thì con cũng đi tìm nhà vệ sinh. Vậy hả? Cái điều nó quá là đặc biệt con. Cái đó là con có cảm thấy khó chịu không, hay là con cảm thấy là nó lạ lùng đặc biệt? Lúc đầu con nghiện đúng rồi, lúc đầu bảo là ông quái, ông này lạ lùng, chưa gặp ai như thế ạ. Đi hẹn hò với con gái người ta mà cứ đi tìm nhà vệ sinh thôi. Mình cũng hơi có một cái lấn cấn trong lòng gì đấy. Nhưng mà sau đấy thì gọi là tiếp xúc nhiều và cũng kiểu chia sẻ là ủ bụng anh thật sự là cũng hơi kém. Tại vì anh đi chụp ảnh đồ ăn các thứ ăn uống nó cũng nhiều và kiểu nó cũng không được điều độ, cho nên là cũng có một chút gọi là vấn đề về đường bụng ấy, ruột ấy ạ. Thế cho nên là em thông cảm giúp em. Đấy ạ. Thế như vậy là người đàn ông á chị, khi mà ta gặp đối phương á thì tim đập mạnh. Còn riêng bạn này gặp người đẹp là coi như là cái đại tràng. Đại tràng đập mạnh đó chị, đúng không? Vì trước đấy con cũng liều đấy ạ. Tại vì trước đấy con hẹn hò mấy lần trước thì với các cô gái khác thì con chưa bao giờ làm đi vệ sinh luôn. Thì mới bảo thế là hôm đấy con bắt buộc cũng đấy phải làm điều đấy rồi. Thì con cũng nghĩ bây giờ nhiều lần con nghĩ là ô sao lạ thế mà anh liều vậy. Thế là thôi từ đấy là và con cứ biết thừa là con là cũng dạo nhiều, hay là cứ ăn uống cái gì mà khác một cái hoặc là như nào đây là con sẽ hơi đau bụng. Dạ. Mà chỉ riêng với vợ con là con mới có cái biểu đúng ạ. Chỉ đi vợ con là có cái biểu hiện thôi, còn như bình thường như đi công tác hay đi anh em bạn bè thì sốt xuất ít lắm. Có nhiều khi có thể là do hồi hộp nó dẫn đến cái đường ruột của mình nó bị hoặc là bạn này là chắc là khi mà gặp thì hai đứa đều là đi ăn á, đi ăn rồi đi uống cà phê này kia nọ đó. Hai bộ con rất là nhạy, đồ ăn ở chỗ nào mà kiểu hơi không được sạch cho lắm là con đau bụng luôn. Nhưng mà sau đó là mình quen quá rồi mình thấy nó đáng yêu đúng không? Đúng rồi ạ. Ngày nào mà ổng chở mình mà ổng không dừng lại đi toilet là có điều lạ đấy ạ. Như là ăn xong rồi đi qua cửa hàng tiện lợi hoặc siêu thị cho nó sạch là anh ơi thì có ấy không thì đúng em rồi. Chờ con bảo là đấy xung quanh gọi là cả cái đất Hà Nội là chỗ nào cũng có cái dấu của anh rồi đấy. Thật thế ạ, quay nhất cái phố vừa nơi nào đều có nơi nào anh cũng đều có thả bơm đó. Đúng rồi. Đánh dấu tức là đánh dấu là hả? Rồi có nghĩa là bao lâu thì mới chính thức là quen nhau? Hai tháng 15 ngày ạ. Thế là vợ con mất cho con lúc vợ con tỏ tình là vợ con cho con mất khoảng tầm 7 ngày để suy nghĩ. Thế là vợ con đầu tiên trong đời con gặp một người phụ nữ cho con 7 ngày suy nghĩ luôn. Vì cho con nói chuyện là em có yêu không? Yêu là yêu luôn. Đây thì thôi thì anh cho em phải suy nghĩ đó. Cứ suy nghĩ 7 ngày. Xong con đến ngày thứ 6 thứ 7 con hồi hộp con bảo em suy nghĩ chưa? Bảo em vẫn đang suy nghĩ anh ạ. Thế là ngày thứ 7 thì trả lời. Thứ 7 thì bắt đầu là đi ăn, hai đứa rồi đi ăn xong rồi đi xem phim. Xem phim thì vợ con bảo là thôi em mời anh xem phim. Thì con cũng đi lên thì hôm đấy trời mưa, Hà Nội mưa thì cũng là mình cũng có cái để mình thể hiện luôn. À, trời mưa thì con đi thì con che áo lấy áo che mưa cho vợ con. Xong đi lên cầu thang thì cũng kiểu rất là kiểu tinh tế cá lăng ấy. Cầm tay xong dắt đi xong rồi. Thế vợ con bảo cho cầm tay là ok rồi đấy. Thì bắt đầu lên phòng xem phim thì vào phòng xong thì con được khoảng tầm 15 phút thì con bắt đầu con cầm tay luôn. Con bảo phải chết rồi. Thế là cái trong đầu mình cứ cố gắng thôi. Dính rồi. Nhưng mà xong vợ con rất là kiểu cho người khác chờ đợi ạ. Xem xong ra xuống quán cà phê ngồi. Cho con chờ khoảng tầm 4 tiếng nữa. Ngồi, vợ con ngồi này, cứ này. Cho con cứ. Em ý em sao? Vợ con cứ ngồi này.
xong rồi con bảo xong là vợ con lại nhớ trời mưa. Con bảo sao nhỉ, mà không nói cái gì cả. Không nói gì ạ, mà chỉ có cái câu là sao em. Vâng. Sao con gọi là con nói mà tình cảm thiết tha gần 4 tiếng nói ra xa xả. Có một mình con nói. Vâng. Như một thằng điên. Vâng, đúng rồi. Mà xung quanh người ta cứ nhìn con bảo sao ông này nói nhiều thế. mà không có sự đáp lại á. Vâng. Và con bảo anh chờ em suy nghĩ. Xong cứ suy nghĩ xong lại nhớ trời mưa, xong cầm tay đuôi bấm tay này. Con cảm giác con kiểu vừa lo vậy, vỡ tim với con nhỉ. Cuối cùng sao chú cũng đang ngồi hợp đó. Cuối cùng thì bắt đầu là đúng, con nhớ là lúc là 6 giờ, bắt đầu 6 giờ tối bắt đầu con mà. Vâng, đúng giờ đó, em đồng ý. Thế con bảo thế con bảo con đưa bảo điện thoại đây, anh làm gì đây, cho anh mượn điện thoại. Con lên Facebook của vợ con là chế để chế độ hẹn hò luôn. Chốt luôn. Thế là tường đấy làm đấy, con phải hơn 1.000 người vào comment luôn. Thôi xong. Nghe còn cái chuyện cũng hồi không, hộp. Không, cũng hồi hộp đấy ạ. Tại vì chú nghĩ là không, cho em thêm 7 ngày nữa đi. Trời ơi, cưng quá vậy ta, con sao mà con phải nghĩ ngợi lâu thế. Đúng con rồi. Con thì so với chồng con hay là cũng mặc dù là cái công việc của con thì giao tiếp cũng khá là nhiều, nhưng mà con thì cũng tự cảm thấy là mình cũng sống hơi nội tâm một chút xíu, như là nghiêm túc. Vâng, đúng rồi, với cả trước mối những cái mối quan hệ thì con thường suy nghĩ rất là nghiêm túc. Và mình cũng không muốn gọi là có quá nhiều cái sự chú ý, mình không quá muốn quá phô trương các thứ ấy. Thì mình cũng khi mà anh này cũng ngỏ lời như thế mình về mình cũng suy nghĩ rất là lâu, về hỏi kiến cả anh chị anh rể và chị gái nữa, có nên là kiểu có nên tiến tới với mối quan hệ này không, hay là kiểu mình chỉ gọi là mình bông đùa các thứ thôi. Thì sau khi thời gian suy nghĩ lâu như thế các thứ thì con cũng xác định, cũng bảo là quyết định yêu anh này, tại vì nói chung là mình cũng thích rồi. Đúng rồi, cũng hơi thích rồi ạ. Đấy, thích thì sao cho nắm tay rồi, đúng không? Đúng không? Mà gần 2 tháng trời con nấu cho ăn, mà cô ngày nào thế cứ đi ăn đi buổi trưa là con nấu đồ ăn, con ship đến. Trời mưa thì con cũng bảo thôi anh phải đi, anh ship đồ ăn tới. Khát nước thì con cũng làm nước chanh, nước hoa quả, nước ép cho mang tới. Chú đáo. Nhưng mà bạn này nấu đồ ăn ngon không? Dạ vâng có ạ. Ngon à? Đúng rồi ạ. Cho nên là biết. Ở nhà là hầu như là toàn chầu con nấu cơm thôi. Bây giờ là vẫn vậy luôn. Thế mà dạ, không vâng. Mở nhà hàng phí nhờ. Trời ơi. Thế rồi trong quá trình hai đứa yêu nhau á thì là có chuyện gì vui không? Nhiều chuyện vui lắm ạ. Cô này rất là hợp tính con. Và được cái là cô vợ con là khi mà hai đứa lên đến nhau ấy, trước khi yêu nhau ấy thì nó cái cách giao tiếp, cái cách nói chuyện, cái cách cuộc sống hàng ngày nó cứ nó có niềm vui thôi, ít khi mà cãi nhau, ít khi cãi vã, ít khi kiểu căng thẳng lắm. Mà nhất là những cái chỗ lúc mà con thổ lộ tình cảm hay là những lúc mà con thể hiện tình cảm, những ngày đặc biệt ấy thì cô ấy rất là cảm thấy con hai người rất là cảm thấy hạnh phúc và cảm thấy là vui khi mà có cái ngày như vậy. Như vậy là không có những cái chuyện cãi vã hay là có những cái chuyện xung đột và dẫn đến chia tay đúng không? Chỉ có 2 lần suýt. 2 lần trong mấy năm? Trong vòng 2 năm. 2 năm. Gọi là suýt là coi như cứ 5 là 1 lần đó. Vâng, đó là chuyện suýt là cái gì con? Là kiểu như là chỉ gọi là cãi vã đến lúc kiểu căng thẳng xong là hai người sẽ dừng lại và không ai kiểu để nói ra cái lời chia tay cả. Nói chung là trong quá trình yêu nhau là chưa bao giờ nói là chia tay nhau cả. Nhưng mà dừng lại là kiểu như im lặng. Im lặng mà cho em để kiểu em đang chưa bình tĩnh, cho em thời gian để em suy nghĩ xong mình nói chuyện tiếp. Nhưng mà cái lần im lặng đó là kéo dài bao nhiêu ngày? Con chưa kịp gọi là kéo dài đến ngày thứ mấy thì là anh này bảo anh đang ở dưới, kể cả cũng lấy làm con nhớ là tầm độ 1 giờ đêm và anh đang ở dưới cửa, thì nếu mà như em chưa ngủ thì em có thể xuống dưới nhà thì là Huệ. Là đấy là hai. Ôi chị ơi, như vậy là chưa tới 24 tiếng đó chị. Lớn lắm luôn. Em mà một năm giận đến 2 lần. Một lần. Mà mỗi một lần dưới 24 tiếng. Nhưng mà đúng là do hai đứa chưa hiểu nhau thôi ạ. Thì lần đầu tiên là do vợ con là tình cờ có xem con nói chuyện comment một số cái người mà vợ con thích là cái chuyện cũ của con. Thế là con bảo anh ngày kia thì con mới nói với vợ con là em bình tĩnh để anh giải thích. Cái chuyện này là cái chuyện mà nó là quá khứ thôi. Và anh comment cũng chỉ là bạn bè bình thường, chứ anh không có ý kiểu gì cả. Và những cái anh thể hiện với em thì em thừa hiểu là anh yêu em và anh thương em như nào. Nếu mà anh không yêu em, thương em thì anh không làm như vậy. Và có thể bây giờ em đang trên giúp anh có dịch được, anh không quan trọng. Nhưng quan trọng em phải, nếu xác định em yêu anh thì em phải tin anh. Thế hai đứa nói chuyện nhau. Vợ con nhớ hôm đấy là con nhớ là vợ con viết cho con một cái bài văn. Con nghĩ là in ra phải tầm 2-3 trang giấy. Em không nghĩ rằng là anh như này, anh kia. Ui, con nói kinh lắm. Thế con, nhà con thì ở cách nhà vợ con là 22 cây. Con phi xe từ đấy ra luôn, buổi tối. Bằng được xuống. Để cô ấy phải xuống để mình giải thích, mình nói chuyện. Thế xong con chốt lại, có yêu anh không? Có. Thương anh không? Có. Thế thôi, Huệ. Thế cái comment đó nó xảy ra
lúc nào cái quá khứ đấy đấy con, nó xảy ra cái lúc mà trong 2 tháng rời đưa cơm cho con từng bữa à? Dạ, trong nó từ nhau. Nó từ kiểu hay là từ trước đó nữa? Từ trước đó rất lâu là lắm lâu rồi. Trước đó lâu rồi, vâng. Thế mà con ghen được thì vâng, con lạ thật đấy. Tại vì con cũng nghĩ là con gái hầu như là ai cũng có cái gọi là cái quan tâm về cái quá khứ của nửa người kia của mình ấy. Thì trong lần con cũng lướt các thứ thôi thì mình thấy thế là mình cũng gọi là người nó cũng phải gọi là nhảy dựng lên rồ rại lên đấy. Con té cho một bài dài không, con học báo chí cho nên con viết một bài phải kéo vút mãi không hết mấy lần màn hình nó mới hết cái chỗ đấy luôn ấy. Nhưng mà con cố tật và con cố tật là như này, khi mà biết đối phương có một vấn đề gì đấy không bao giờ nói, cứ im lặng thôi, đợi thời cơ cái vụ nào mà nó cảm thấy nó đủ lớn rồi thì con mới xả ra. Và con nói anh sao em, anh có lừa dối em cái gì không, anh có dối em cái gì không? Con nghĩ là trong thời gian qua con chẳng giấu giếm gì cả, điện thoại mọi thứ không đâu giếm gì mà lại bảo ừ, sao nhỉ? Bảo không anh ạ, anh chắc chưa? Anh chắc rồi. Anh chắc thật chưa? Chắc rồi. Con nó chẹt ra. Con nói ôi trời ơi, con bảo lắm từ hồi vùm dựng nước bây giờ mà lôi ra. Và bà ấy lôi ra, bà ấy nói. Bà ấy nói thì thôi, con cứ mà nói xong là cứ khóc cô ạ, khóc là vợ con khóc bình thường không biết một phụ nữ khác nhau nhau, vợ con khóc đó. Là từ hôm nay sang hôm sau luôn. Tức là ví dụ 6 giờ tối đấy thì khóc cứ từ di rằng đến sáng tà sáng. Cứ như mưa dầm, cứ mưa dầm. Xong rồi xong sau mắt sưng vù lên luôn. Mà chỉ là một cái chuyện vớ va vớ vẩn xa từ sở vù dựng nước. Ở nhà cũng vậy, ở nhà ví dụ chuyện bé này sao anh nói nhiều thôi, cứ thế ức chế lên, anh không thương em mà khóc đến sau luôn là con lại phải vào bếp nấu ăn xong lại xin lỗi để cô ấy bình tĩnh lại xong rồi nói chuyện xong rồi cô lại xin lỗi người vợ con. Cái đấy là lần một hả con? Dạ vâng. Tức là năm đầu đấy. Dạ vâng. Thế còn năm 2? Năm 2 thì năm 2 từ thời là khai thiên lập địa mà. Đấy. Nói chung những cái chuyện mà cãi nhau thì nó không có cái vấn đề nào nó gọi là quá to tát cả ấy. Ừ. Vâng, cái lần thứ hai thì con chỉ thấy là thấy thả tim ảnh người này người kia các thứ ấy. Đấy. Mình cũng đúng đã bảo là bạn đã bảo là không thích rồi các thứ rồi mà lại còn vẫn làm như thế thì vẫn thả tim thế là ghét. Vâng, thế là ghét luôn, thế xong là lại cho một chàng nữa ra. Nhưng mà cô lại nghĩ là chồng phải ghen với con đấy chứ. Chứ con có ghen không? Nhiều khi là con cũng ghen. Tại vì nhưng mà một cái là sau khi yêu cô này thì và lấy xong rồi gia đình vợ con thì vợ con được cái là những người đàn ông khác không mà nói chuyện. Nếu như mà sao con biết? Con có bao giờ con thử lòng vợ con chưa? Con có thử lòng rồi. Có thử không? Có thử, thử bằng cách nào? Thử làm lần là con làm một cái tài khoản định một đích khác. Thế là con mới cô lại yêu nhau một thời gian lâu rồi. Thế mà con mới nhắn tin làm quen bằng cái nick ảo đấy. Con nick ảo là con đăng tin là lần 2 tháng trời và con không rep. Con là người thật việc thật, đây là 2 tháng nó còn không rep nữa thì không thôi là tài khoản ảo. Thế bắt đầu là con có lòng tin rồi, thế là ok xong rồi. Thế hôm đấy là con lại con khi con thử xong con xong rồi thì con lại không ao cái trên điện thoại con ra. Thế là vợ con mới anh ấy cho mượn điện thoại. Một ngày nọ. Nhìn thấy. Một ngày nọ mượn điện thoại xong con mới cũng không nghĩ đâu, con nghĩ là người tầm đấy là yêu bỏ đi quá qua tất mọi thứ. Con trai thì con đưa cho. Thế là nhầm nick vợ con vào. Xong rồi vợ con lại lấy cái tài khoản của vợ con kiểm vào kiểm duyệt xem đấy. Thì bắt đầu là thôi xong luôn. Gọi con thề hôm đấy là nó như là một cái cơn gọi là chia tay của nhau cùng phong vậy ạ. Đấy cùng phong đúng không? Đấy ừ con thấy, cũng biết là cái thần gian cảm thấy mình bị xúc phạm đúng rồi em bảo kiểu như tại tại sao mà yêu nhau như thế mà lại không tin tưởng không nhau tin nhau còn vậy đúng rồi mà chẳng đâu có khóc đâu. Ôi khóc lên bờ xuống ruộng đúng không? Là từ hôm nay qua ngày hôm sau đấy. Các bạn là lúc mà con bảo con đi đây đi đó ấy, thì bọn con không đi. Thế bạn bè nó bảo là mày phải thử nó đi, nó xinh như thế, nó kiểu gì có nhiều người theo. Và đặc biệt là cái cách tính cách của nó như vậy là dễ đấy. Mày bị cắm sừng lắm. Tại vì trước đấy con mấy cái sừng rồi. Thế con bảo thôi làm liều. Ai làm liều thì suýt liều thật. Eo ơi thấy. Mà đêm đó chắc buổi tối cũng phi xuống nữa đúng không? Vâng phi xuống ạ. Vẫn cũng là cái bài cũ. Vẫn bài cũ. Phi cũng xuống. Em không xuống anh không về. Và em thấy trong lại trời mưa. Con hôm nay là con không bóng xe hơi mà con bóng xe máy luôn. Thế mà cứ phi tới bắt phải xuống luôn. Thế là xin lỗi xong rồi khóc. Thế là lại khóc xong rồi xin lỗi thưa ta xong rồi. Mà trước lần đấy là bọn con thì uống trà sữa nữa. Con mua trà sữa về để ở tủ. Sau đó là con chờ lúc 1 giờ sáng con bích trà sữa sang. Đấy anh đấy thức đêm dậy anh thức khuya dậy sớm anh đi mua trà sữa cho em này. Đấy thức khuya dậy sớm. Trời ơi. Em ơi kinh nhỉ. Bây giờ con mới thấy dễ sợ không? Đúng rồi. Đấy có thủ pháp hết đấy con ạ. Thử vợ. Có thử vợ lần kiểu gì nữa không? Mày thử tình cảm ra còn thử. Có thử là khó khăn không? À có. Nhân hậu chứ. Thử xem cô ấy có nhân hậu không? Cái chuyện này chắc mà con biết đâu, mà con chưa biết đâu ạ. Thế à? Vâng, mà con chưa biết. Đâu giờ này nói luôn đi. Hôm nay nói luôn đi. Tức là trước đây con đi yêu các người khác ấy, thì con luôn luôn là cố gắng làm sao vun vén được. Nhưng mà ngược lại thì mình lại nhận cái nó không tốt. Thì và khi đến cô này thì con thấy là cô này khóc rất là nhiều và muốn tiến tới và sâu hơn thì
để tìm hiểu sâu hơn thì mình phải hiểu cô ấy đã yêu mình như thế nào, và nếu xác định khi một ngày khó khăn thì cô có đồng lòng với mình không. Thì một ngày hôm đấy là rõ ràng là hai hôm trước con biết là con có khách là chuyển khoản cho con một số tiền rất là lớn. Nhưng mà con lại lý do là con chuyển hết rồi, trả hết công mọi người anh em mọi người hết rồi, và bây giờ hết rồi sạch tiền. Thì lúc đấy vợ con đang đi làm thì con mới nhắn tin là em làm gì đấy, em ăn tối chưa? Thì con bảo em ăn rồi. Thế anh ăn chưa? Thì con lan man tầm tiếng hồ. Thì con bảo anh chưa, anh bây giờ đang suy nghĩ nhiều thứ, anh không ăn, anh không muốn ăn. Thế bọn con mãi sau bọn hỏi tại sao anh ăn. Thật sự anh không muốn nói như này nhưng mà trong người anh không còn tiền nữa. Đó thì khoảng tầm 5 phút sau cô nhắn lại là anh cho em mượn số tài khoản. Thế để làm gì em? Để sắp tới em chuyển lương thì em nhờ anh cất hộ. Thì con cũng cứ thử thôi. Tỉnh một lúc sau khoảng tầm chưa đầy 1 phút sau thì tinh cô ấy tinh cho con 500.000. Thật sự đây con cảm động con khóc luôn. Thế á? Thì cô nhắn cái tin là con mới giữ là anh à, em không có ít nhưng cũng có nhiều, nhưng mà đối với em thì khi yêu nhau thì em muốn chia sẻ với anh. Thì em cảm động. Em gửi cho anh ít, anh ăn tối đi. Để ăn anh ăn xong rồi anh về nhà sớm nghỉ ngơi, còn công việc cứ để sau. Thế là từ đấy là con xác định luôn là không bao giờ rời bỏ vợ đi rồi. Trời luôn. Ôi con vợ xứ rồi. Em ơi tiết lộ hộp lực cảm động khóc luôn đúng không? Vâng, là lúc đấy con đang ngồi ở chỗ này, con ngồi chỗ Yên Phụ ăn ăn phở. Con vừa ngồi con vừa cười như một thằng điên luôn. Bao nhiêu người xung quanh rồi, bây giờ quán đấy con vẫn ăn. Hạnh phúc quá đúng không? Vâng, tại vì là cô nghe cô còn xúc động á. Tại vì là đối với con thì những cái con là người sống theo cảm xúc nên là và tình cảm rất gia đình rất là nhiều. Khi mà được mọi người chia sẻ thì như vậy thì con cảm thấy là cảm thấy hạnh phúc rồi. Vì từ xưa là chưa có ai cho con 500.000 hay là một cái, tức là người phụ nữ ấy, chia sẻ mình như vậy được. Thì đúng cô này chia sẻ thì con cảm thấy xúc động luôn. Thế mẹ có cho không? Mẹ cho thì mẹ cho, nhưng mà tình cảm lại ra kiểu gia đình mẹ con nó không phải nói là con chưa được một đứa người yêu nào cho con 500. Đúng chứ lại chưa bằng người phụ nữ nào nhở, người con gái nào mẹ, mẹ xem xong mẹ lại buồn nhở. Thế là cảm động quá đấy, cảm động lúc đấy, giây phút đấy á. Thôi là... cầm tay cái đi. Bây giờ mới biết đúng không? Dạ vâng. Đấy con cũng thấy anh nhắn một cái tin thì mình cũng suy nghĩ rất là đơn giản thôi. Thì mình cũng nghĩ là kiểu như là trong cái giai đoạn ai cũng có cái sự khó khăn của riêng mình. Thì anh ấy cũng san sẻ với mình rất là nhiều. Thì mình cũng lúc đấy là con cũng chỉ là sinh viên, con đi làm thêm thôi, lương có 12.000 một giờ thôi. Đấy, thì mình cũng có gọi là một chút ít thì mình cũng gọi là san sẻ với anh này. Mình cũng không nghĩ là anh ấy thử lòng đúng không? Thử lòng mình như thế đâu. Mà chả lẽ là bây giờ người mình yêu mà tự nhiên bắt nhịn cơm chiều đến tối đến sáng mai luôn thì sót đúng không? Đúng rồi. Rõ ràng là hai cái thử, nhưng mà nó là hai cái hoàn cảnh nó khác nhau. Dạ, và chính vì cái thử thứ hai mình mới có một cái sự quyết định rằng đây chính là người vợ của mình rồi. Rồi bây giờ em có giờ em chơi cái chiêu đó với anh Liên không? Không. Không à? Không. Thế những lúc em hết tiền thật thì em xin ai? Em xin mẹ em. Chết rỡ, mẹ lại không biết chuyển tiền thì chẳng lẽ lại về đến núi sập để mà bảo mẹ ơi cho cô con tiền. Vậy thì bây giờ là hai đứa là lấy nhau được bao lâu rồi? Dạ hai con lấy nhau được tầm 6 tháng. 6 tháng. Dạ, ô, son quá son luôn. Là thế con là yêu, là... yêu được mấy năm con? Con yêu nhau 2 năm. Hai, hai năm là hai lần là suýt. Dạ vâng. Này đấy đúng không? Vâng. Con năm nay là 27. Con 24. 24. 24. Bạn này 30. Dạ vâng. Đúng rồi, con 30. Và bây giờ trong 6 tháng về ở với nhau. Dạ. Là vợ chồng với nhau. Vậy cái tật xấu nó có lòi ra không ạ? Nó có nhô ra không ạ? Anh này có tật xấu gì nè? Rất nhiều tật xấu ạ. Nhiều luôn à? Vâng. Nhiều quá, cô trời lại ơi. Nghĩ là không có ấy. Em ơi khiếp từ lúc yêu nhở. Dạ. Em ơi mình lo cho nó như thế. Thấy mà nó vẫn bảo mình có tật xấu, con lại đau thế chứ đi. Cô biết là nhiều hôm mà đi kể cả ăn uống mọi thứ con lo hết mà. Ừ. Con cứ thấy là buồn buồn hay là gì con lại phi xe từ nhà mua nước trà sữa đến tận nơi luôn, trời nắng chang khoảng 2 năm trời. Mà vẫn thế, cho là con thật xấu. Thế lấy nhau được 6 tháng. Dạ vâng. Thế nó còn nấu cho con ăn không? Nấu nhưng mà con nấu cho nó. Nhưng mà ít hơn rồi cô ạ. Đấy, nhưng mà nếu mà con mà nấu thì là anh sẽ rửa bát. Nói chung là thôi bây giờ khui đi nào. Dạ vâng. Rồi, bao nhiêu thật xấu cứ nói hết ra. Anh này thì có một cái thật xấu là ngủ ngáy rất là to chú. Cái đó không phải thật xấu đâu. Cái đó là người ta không có cái đó là tật thôi, như đó là tật thôi chứ không xấu con ạ. Nhiều khi là kiểu cũng cứ trả vờ đấy, con kiểu đang nằm kiểu đang rất là khó ngủ là cứ cố tình là khò không, cái đó là tật xấu đó đấy, cái đó là tật xấu là cứ cố mình không ngủ được là không cho người khác ngủ ấy ạ. Vậy là tật xấu là hay trêu vợ đúng không? Vâng, ở trong miền Nam là cái tiếng gọi là lầy đấy. Dạ. Đó là lầy. Con hay trêu vợ con lắm, vợ con đi làm về con trả vợ con ngủ xong rồi con cố gắng không cười nhưng mà con chỉ sờ con cười luôn. Với cả chơi game thì kiểu như là
anh này thì tính cũng khá là trẻ con ấy ạ. Kiểu như là trong trong công việc, trong cuộc sống thì rất là kiểu điềm tĩnh rồi thì nghiêm túc các thứ, nhưng mà ví dụ sau đấy, sau cái thời gian mà mình mê game. Đúng rồi, chơi game rất nhiều. Mà mỗi lần chơi game vậy là con khó chịu. Hét rất to, đúng rồi. Hét rất to. Vâng. À chơi game tự hét tự rồ lên đó đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà là con có hét, con có hét ổng không? Cái con dẹp máy không? Con cũng chơi nhưng mà con cũng chơi cùng, nhưng mà gọi là con chơi ít hơn. Hai vợ chồng nó cùng chơi một game ấy. Dạ vâng. Game gì mà cứ nói nhau ấy. Dạ này vâng. Này này cái gì đó chị cũng chả biết game gì nữa. Cái gì nó bắn gì mấy giờ đó. Dạ, dạ vâng vâng vâng. Rồi. Ờ nó còn trẻ quá mà, 24 tuổi mà. Dạ vâng, đấy hợp. Rồi. Con cũng thấy là cũng khá là hợp nhau từ gọi là khả năng ăn uống rồi thì cách con thì lại rất là thích chụp ảnh. Thì anh này thì lại chụp ảnh đồ ăn. Lúc ban đầu gọi là yêu nhau thì chụp ảnh đồ ăn thì nói chung là nó sẽ là chụp vào những cái gọi là kỹ nhất và đẹp nhất của cái món ăn thì chụp sẽ phải rất là sát. Thì anh này chụp ảnh cho con cô ạ, cứ cầm cái điện thoại dí thẳng vào cái mặt như thế này. Và là chết rồi, chụp như thế này thì làm sao mà up lên được. Thế con nói cho suốt, con mắng cho mặt gọi là buồn thiu, chụp một tiếng rồi không được một cái nào, con bắt chụp đi chụp lại, chụp bao giờ được thì thôi. Thế là xong, từ đấy đến bây giờ là có kinh nghiệm chụp ảnh hơn rồi đấy. Con nghĩ là thích, coi như là không, cứ nhìn cái mặt của mình cứ tưởng là đồ vợ mình mà tưởng đồ ăn. Tức là ba cái con vừa kể cô thấy chưa cái nào xấu con ạ. Đúng, xấu quá. Nhờ. Ví dụ như là bừa bộn này. Đấy nhá. Lười này, ví dụ đấy. Hoặc là sao ta? Vô tâm, vô tư, vô tâm vô ý. Vô tâm với vợ này, ví dụ thế. Anh này thì lại có một cái điều là rất thích tạo cái sự bất ngờ ấy ạ. Rất thích tạo sự bất ngờ dành cho người khác, mà đặc biệt là con luôn, kể từ cái lúc mà yêu nhau hay là các thứ. Nhiều khi là thật ra là bản thân con là biết cái sự bất ngờ đấy rồi. Tại vì nhiều, giả bộ. Đúng rồi, giả lại phải là giả vờ là mình chưa biết để gọi là cho cái anh này gọi là anh không phụ lòng. Ừ. Đúng rồi, đấy ạ, để cho anh ấy vui ấy. Thương thế. Ủa nó nghe nè, bộ lúc yêu á là hay giả vờ tạo sự bất ngờ lắm phải không? Đúng rồi ạ. Kiểu nhiều khi là có những cái app mà hay hay mà ví dụ kiểu như là biết vị trí của người này người kia ở đâu rồi, vẫn cứ giả vờ là ừ anh đang ở chỗ này này, anh đang ở nhà này các thứ, mà con biết thừa là đang ở dưới nhà rồi. Đấy thì xong con cũng vẫn chả phải giả vờ là ừ không biết này thế kia này, các thứ. Ừ, đố em anh đang ở đâu. Đúng rồi đấy ạ. Cái đó là đáng yêu con dạ ơi. Vừa. Bây giờ những cái gì con kể vừa rồi là đáng yêu hết á. Dạ. Chỉ có một bây giờ con phải kể nè. Vậy anh ấy có bừa bộn hay không? Có bắt con dọn dẹp nhà cửa hay không? Có bừa không? Có còn vô like hình dạo nữa không? Cái đây tiệt từ cái đơn. Cái lần đấy xong là có thôi không làm. Ừ. Cái do cái tính chất công việc của anh ấy là chụp ảnh thì cũng có rất là nhiều những cái phụ kiện các thứ. Ừ. Thì đi làm về thì cũng thật sự là cũng bừa bộn đấy, hay bừa bộn đấy, vứt đồ là tràng lang đấy. Thì con bảo là ừ anh dọn đi các thứ, anh mệt lắm thì đấy. Em cứ để sau anh dọn sau, nhưng mà không bao giờ thấy được cái sau anh dọn sau là đấy ngày hôm nào luôn. Con lại đi dọn hộ. Con phải dốn một tí còn có hay quên trước quên sau hay không có. Đúng rồi, có lại cứ hứa là ừ tí anh dọn, hoặc là tí anh làm cái này, tí anh làm kia, xong không biết là tí để đến bao giờ luôn. Nhưng mà cuối cùng là con dẹp. Dạ vâng, đúng đó, rồi đó, cái là thật xấu đấy. Đó thấy chưa, đó còn gì nữa không nào? Có gọi có là lãng mạn không? Không lãng mạn thì quá rồi, quá cứ rồi. Hay giả vờ giả việc thế là lãng mạn đấy. Đúng rồi. Rồi còn gì nữa không? Nếu hết rồi thì thôi. Dạ vâng, chắc là có hay mắng vợ không? Anh này thì dễ gì? Không, anh này thì hay là dẻo miệng lắm cô ạ. À, là không mắng vợ. Đúng, đúng rồi, là nịnh vợ. Nịnh thế tốt rồi. Siêu chiều luôn ạ. Rồi bây giờ con mong muốn ông xã thay đổi điều gì? Con thì nói chung là về những cái mà để gọi là cái mối quan hệ của hai vợ chồng gọi là sâu sắc và tình cảm hơn thì con nghĩ là anh ấy cũng có nhiều cái đã làm tốt được cái điều đấy rồi. Thì trong gọi là trong tương lai, nếu mà để gọi là hai vợ chồng gọi là gắn kết hơn thì em cũng chỉ mong anh là chơi game ít hơn đấy, quan tâm đến gọi là em nhiều hơn, và kiểu trong cái công việc nhà thì cũng sẽ phụ em nhiều hơn một chút. Nhiều hơn nữa vậy. Dạ. Cái nghĩa là mong muốn cái nhiều hơn. Vâng, đúng rồi. Đã có rồi nhưng mà hơn tí nữa tốt hơn con ạ. Đắc khéo đấy cô ạ. Đắc khéo đấy, khéo đấy. Dạ. Rồi bây giờ tới con đấy. À vợ con thì tật xấu ấy, thì không có tật là khi mà bắt đầu mà xung đột cãi nhau ấy thì vợ con chưa biết đúng hay sai cả, là bao giờ một cái ngước, ví dụ ngồi trên xe ô tô thì ngước mắt ra nhìn ở góc 60 độ như thế này, cứ nhìn ra ngoài đường này thôi và khóc. Và ở nhà thì một chuyện bé tí này thôi là cũng quay nhìn vào góc nào đấy khóc. Cô tin con, bởi vì cô đã hình dung ra 4 tiếng đồng hồ, tức là 7 ngày 4 tiếng. Nhưng là 4 tiếng nó chỉ có bấm điện thoại xong mà nó suy tư để nó trả lời là em đồng ý ấy. Thế là cứ khóc như vậy là con không biết phải làm sao cả. Ừ. Và cái đấy điểm đấy là con không thích như vậy. Ừ. Thì là trước đấy là con mới bảo là khi mà đến với nhau ấy. Ừ. Thì anh mong muốn là hai đứa dù có chuyện gì thì ngồi lại với nhau. Ừ. Đều có giải quyết hết. Ừ. Bé hay to đều có giải quyết, nhưng quan trọng là mình giải quyết như nào thôi. Nhưng mà gật thôi, cứ gật đầu thôi, nhưng mà lúc làm thì không làm được như thế. Không nói, có nghĩa là lúc mà giận con á là sẽ không bao giờ nói ra là tại sao giận, mà dạ. Con phải đón ý đúng không? Dạ vâng. Đó. Và rất hay có bệnh đó ạ.
cứ vô gì mà không vừa lòng là mắt sẽ kiểu ngực nó lên lườm con một cái. Thế con à, bình tĩnh nha, em lại bắt đầu rồi nhá, em lại bắt đầu rồi nhá, bình tĩnh nhá, bình tĩnh lại, bình tĩnh lại. Là dặn liền đó. Dặn luôn. Bọn con hay thế lắm, bây giờ là kiểu quen rồi, con không bảo là kiểu gì cũng quen luôn, không nhắc là lại quay lại. Thế là con rất sợ điều đấy. Vậy thì cái đó có thể gọi là tật xấu không ta? Cái có giận, bây giờ vợ con có hay giận cái chém thớt không? Thỉnh thoảng ạ. Nghĩa là mang cái câu chuyện ở ngoài đem về nhà. Thế là giận ai? Hổ lên đầu chồng. Cái đấy thì vợ con có. Vợ con là giận là vợ ai ấy là vợ con sẽ về nhà và im, cứ ngồi làm gì làm cứ bình thường. Xong bắt đầu là đến khi mà không chịu được, anh ơi em tức kể quá. Và mới cứ em nói đi. Con cứ bảo em nói thôi. Nói là xong thì bảo anh nghĩ là thôi bỏ qua đi. Con gạt luôn để cho vợ con bình tĩnh lại xong học đi. Vì lúc đấy vợ con như vậy thì con lại dẫn vợ con đi ra ngoài chơi. Hoặc là đi trà sữa gì đấy. Như vậy có nghĩa là giận cá chém cá em ạ. Chứ còn không giận cá không chém thớt. Thớt. Tức là giận nó là sẽ ngồi và nghiêng 60 độ á. Ngẩng lên con... và chảy nước mắt. Có khi khóc từ 6 giờ sáng hôm chiều hôm nay đến 6 giờ sáng ngày hôm sau. Mà không hiểu sao con không hiểu sao. Con luôn luôn đặt dấu hỏi là anh không thắc mắc, anh em phải giải thích cho anh là tại sao như thế, anh không hiểu luôn. Cứ con anh... không đoán ý được luôn. Và không thể biết con được. Con không đoán được làm là sao? Tại sao vợ con giận luôn. Vâng. Làm sao mà đoán được thế thì cơ? Không, thế thì vẫn chưa có gọi là xăng xíp với con. Thật vợ chồng á mà nếu mà tinh ý á hoặc là tinh ý á con biết không? Dạ. Là con sẽ biết ngay tại sao vợ con giận. Nhưng mà cái chuyện đấy nó rất là nhỏ cô ạ. Nó nhỏ lắm. Thưa là... có những người chồng á con biết không, chỉ cần nhìn cái cách thể hiện của vợ hoặc là một cái tiếng thở dài của vợ thôi là cái người đó biết là vợ con đang giận và biết lý do tại sao giận luôn. Ghê lắm, cái đấy gọi là phách vị đấy, đọc vị được luôn đấy. Đấy là vợ con là bây giờ muốn cái level của con nó phải cỡ đó lên. Thế bây giờ nó đang làm kéo theo đấy ạ. Ngày nào phải đoán. Rồi còn gì nữa nè? Còn mọi thật xấu thì vợ con thì để con xem nào. Thật xấu thì thôi không có nữa thôi. Không. Bây giờ em không cần hỏi nữa, bây giờ con chỉ cần nói là con mong muốn vợ con thay đổi điều đó. Gì. Đó. Con thì từ trước giờ con từ lúc mà yêu mà lấy xong thì con luôn mong muốn vợ con thay đổi một điều là khi xảy ra một chuyện gì đấy mình nên cố gắng làm sao ngồi lại với nhau nói từ bực cái tức cái nào thì đó là cảm xúc của mỗi người nhưng mà mình nên kiềm chế một chút và kiềm chế làm sao để mình không để người khác phải gọi là lo lắng mọi người khác. Tức là những cái chuyện bé nó rất là bé thì mình có thể bình tĩnh thôi nhưng mà con là hay bị quá cảm xúc cứ chuyện bé là nó phải to đùng lên xong anh cứ thế là anh không thương em thôi mà con bảo anh thương ngay rồi mà không biết anh thương người nào nữa mới đủ. Hãy cứ thế thôi. Thế là con mong muốn là vợ con là dù sắp tới cuộc sống gia đình có cái gì mà nó gọi là không hiểu nhau thì cố gắng làm sao mà ngồi lại với nhau hoặc là hay là ít lườm con thôi, ít lườm con. Con sợ lắm, mỗi lần bác con lườm là con biết là thôi có vấn đề rồi. Là con có vấn đề rồi là có gì nói thẳng để con giải quyết luôn. Đó là mong muốn thay đổi của con với vợ. Thực ra là vậy nè, cái chuyện nó đơn giản lắm. Con có biết tại sao không? Ví dụ cái người phụ nữ, người con gái á lúc nào nó phải trải qua đúng một cái con đường như nhau, một cái giai đoạn thì nó sẽ biểu hiện đến một cái cảm xúc như thế. Dạ. Cái kiểu như thế là lúc nào cũng có hết trơn á. Tại vì là con gặp vợ con á khi mà vợ con mới có 24 tuổi chứ nếu dạ. như vợ con bằng tuổi với con chẳng hạn dạ. thì con sẽ còn không thấy những cái hiện tượng như vậy nữa. Thành ra là trong thời gian mà gọi là tụi con chưa có con á dạ. thì con cứ để vợ con sống đúng với lại cái tuổi 24 và sống đúng với lại cái gọi là tình trạng tâm sinh lý của một cô gái là trong từ 24 cho tới khoảng 26. Đó là vợ con sẽ có những biểu hiện như vậy, nó là gần như là công thức rồi. Dạ, vâng. Con hiểu không? Thì là tự nhiên trong 2 năm nữa con nói ví dụ thì con sẽ tự con tôi luyện được một cái là con sẽ hiểu là vợ con trong tình trạng đó là cổ mới gặp cái trường hợp gì, cổ mới đụng cái chuyện gì, cổ mới đang bực cái điều gì đó. Tự con luyện được luôn. Dạ. Cái đó cô nói thiệt luôn á nha, tại vì cô đã trải qua rồi. Dạ. Thành ra cô biết chắc chắn là như vậy. Đó, còn tại vì sao vợ con thuộc lại là hướng nội á. Dạ, vâng. Kiểu như vợ con không phải là cái người mà bộc trực mà nếu mà như vậy thì lại không có cái dạng biểu hiện này. Dạ vâng, đúng ạ. Là cái kiểu kia em là bực là nói liền. Dạ vâng. Là xong. Đúng. Nhưng mà vợ con lại thuộc tuyết người là sống hướng nội ha. Và vợ con sẽ tự trong những lúc khóc này 60 độ này đấy khóc như thế sẽ tức là sẽ gặm nhấm cái nỗi buồn đó. Và trong cái nỗi buồn đó thì sẽ nghĩ là anh ấy sẽ phải tự hiểu là đừng bao giờ làm như vậy nữa với mình đó. Thế là nào, tại sao anh ấy lại vậy như thế là nào con cũng phải cố gắng là tự tìm ra phương pháp. Đúng rồi tại vì nó là cá tính, nó thuộc về là bản sắc của gọi là cái gu á. Dạ. Loại phụ nữ á, tức là mỗi người có một cái cách thể hiện thì vợ con thuộc như thế. Dạ vâng. Đấy,
Chị cũng thế em ạ. Thật. Lúc gặp chú cũng thế. Không nói gì đâu con ạ. Dạ, không vâng. Nói một cái gì cả. Chỉ ngồi nhìn. Nếu đi xe hơi thì sẽ nhìn ra cửa. Đúng rồi. Xong cứ thế thôi. Cứ thế nhìn thôi. Không biết nhìn điều gì. Và nhìn thế thôi. Chả biết đằng trước đang cái gì. Đúng rồi. Nhìn trong vô thức á. Nhìn trong vô thức. Mà... cứ, ở đấy cứ lướt qua thế. Và chỉ mong là anh ấy hiểu được là tại sao mình giận. Dạ. Đúng rồi. Thế nhưng mà bây giờ chú hơi bị siêu đấy. Con ơi. Bây giờ cô chỉ cần hơi... một cái là chú biết cô tại sao cô giận này. Dạ. Ừ. Và ngược lại cô cũng thế. Dạ. Con ạ. Ừ. Ngược lại cô cũng thế. Tại dạ. vì chú cũng thuộc lại tiếp người giống như cô. Ừ. Cũng hướng nội như cô. Thế cho nên rằng thì là... thì trong thời gian này đi tận dạ. hưởng đi con. Dạ. Thì thú vị lắm á con. Đáng dạ. yêu lắm ấy. Dạ. Vì lúc ấy tự mình phải tự tôi luyện mình đó. Dạ vâng. Đúng không? Đúng không? Đó. Rồi. Thôi bây giờ trước khi tạm biệt thì bây giờ chú muốn hai đứa có cái lời nào dạ. hay có một cái điều gì đó mà cần bày tỏ với người bạn đời của mình hay không? Đấy. Nhân cái dịp mà các con đến với chương trình Vợ Chồng Son này. Dạ vâng. Thế thì hôm nay đứng lên. Con ấy con muốn nói gì với chồng con ấy dạ thì vâng. con nói đi. Thì hôm nay thì cũng nhân dịp gọi là lên chương trình này thì em cũng có một số lời muốn bày tỏ với anh, mặc dù ở nhà là em là người ít nói, ít thể hiện tình cảm hơn. Thì cảm ơn anh trong thời gian vừa qua đã luôn ở bên động viên và chia sẻ giúp với em dù cho những cái lúc mà em khó khăn nhất và tiêu cực nhất. Em hy vọng rằng thời gian tới trong cái dự định sắp tới của hai vợ chồng thì sẽ cùng nhau cố gắng. Và nếu mà có thất bại hay thành công thì em cũng vẫn sẽ luôn ở bên này. Yêu anh rất là nhiều. Đấy, dụ yêu anh rất là nhiều. Con có muốn nói gì không? Con thì thật sự là muốn nói là thật sự là trong quãng đời của anh đi ra ngoài, anh đi làm thì có rất nhiều người phụ nữ khác đã đến với anh. Nhưng mà thật sự là anh không lựa chọn họ vì anh lựa chọn em. Vì cái điều đầu tiên đó là em là một người phụ nữ mà chia sẻ cho anh rất là nhiều thứ. Và những lúc anh có làm vấp ngã, lúc anh có thất bại mọi thứ thì em đều cho anh những cái góc nhìn của em để cố gắng hơn. Và cái đó là cái anh cần là người chia sẻ của người phụ nữ bên cạnh anh. Thì anh mong rằng là trong năm tới thì tất cả những dự định mà hai vợ chồng năm tới làm thì sẽ làm được và sẽ có một gia đình hạnh phúc. Và con có một điều mà bọn con bây giờ vẫn đang suy nghĩ mà bọn con chưa biết cái đấy ở đâu. Là anh hỏi em cái nhẫn đính hôn, cầu hôn của anh đâu rồi? Em nói đi, em đang để đâu? Thật ra thì cái đấy là con để đợt nào mà cưới là con cầm về nhà rồi con không thấy đâu. Con tìm con không thấy đâu, con cũng không dám nói với chồng là mất hay là rơi ở đâu cả. Thì con vẫn đang giấu, vẫn đang tìm là không biết ở đâu cả. Thế là anh cầm. Đúng thật. Đây ạ. Thế là sao? Con rất sợ con khi mà tặng món quà gì hay tặng váy hay tặng gì mà con không được bán, không được pass cho ai cả. Và cái điều đấy là điều mà con không thích. Thì hôm đấy là con đẻ thì là nó bị gọi là ở một nơi mà nó đúng là nếu mà không giữ là sẽ mất. Thế là con giấu đi luôn. Tức là từ đấy là con không dám từ bây giờ con sẽ đeo lại cho vợ con để là vẫn là cái đấy. Vẫn là cái đấy. Tức là con là người đã tìm được cái tìm đấy. Được và giữ đó. Và bây giờ là 6 tháng rồi ạ. Và con chưa biết cái nhẫn ở đâu. Thôi thế hôm nay là để bây giờ được rồi. Coi như bây giờ không nói luôn. Dạ. Nó ở trong tim anh. Đó. Đó. Hay quá. Đính hôn mà thì được. Bật tay kia đi con, tay kia đi. Nó không đây. Ngón áp út chứ nhỉ? Hơi run cô ạ. Vẫn còn run. Run như lần đầu ạ. Ừ, phải áp út con ạ. Dạ vâng. Đúng rồi. Ôi giời ơi, cái nhẫn này mà nó đi là con rửa tay xong con tháo ra. Dạ vâng. Đây là cái nhẫn này là hôm đấy là con rơi ở đâu? Được cái job ấy là khá lớn cho con đi mua luôn. Mua luôn đúng không? Bây giờ không cởi ra nữa con nhá. Rồi dạ, vâng thôi ạ. Chắc chắn lần này là coi như là dán keo 502 vô luôn rồi. Dạ vâng. Không mất nữa đâu. Cái nào con hỏi em ơi, cái nhẫn đâu nhỉ? Không dám. Lảng lảnh tránh đi. Thế thì lần sau á là con phải nhớ nhá, là những kiểu như thế là lão cầm đấy. Dạ, đấy con vâng, nhớ vâng, nhá. Vâng. Rồi xin cảm ơn hai dạ, con vâng. Ở đến đây nha. Rồi chút nữa chúng ta sẽ gặp lại nhau. Dạ.